Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 23. Không cho chúng tôi đi theo, ai ngờ. Cậu ấy bị một người tên là Diệp Bắc Minh giết, kẻ này tự xưng là sát thần. Trong điện Kim Loan Cảng yên tĩnh. Hoàng đế Thanh Long chấp nhận sự thực thái tử đã chết. Một giây trước, ông ta còn là một người cha nổi giận vì cái chết của con trai. Một giây sau, Hoàng đế Thanh Long trở lại thành vua của một nước, bình tĩnh trở lại. Người đã chết không thể sống lại. Là hoàng đế, không thể nào đau thương quá mức. Chậm rãi ngồi xuống. Sự uy nghiêm của hoàng đế tỏa ra. Một lát sau, giọng nói lạnh lùng mang theo sự nghi hoặc vang lên, Diệp Bắc Minh. Sát thần. Sau đó, trên người hoàng đế Thanh Long bùng phát ra khí thế như mãnh hổ. Thứ nhất, phát lệnh truy nã, tất cả huyện thành của đế quốc Thanh Long truy nã sát thần Diệp Bắc Minh. Hoàng đế miệng vàng lời ngọc, đích thân hạ lệnh. Trong lòng tất cả mọi người chỉ có một suy nghĩ, Diệp Bắc Minh chết chắc rồi. Nhưng mọi người không ngờ, điều khủng bố hơn còn ở phía sau. Thứ hai, điều động cẩm y vệ cho chấm, dùng tất cả mọi lực lượng và thủ đoạn, tìm kiếm thông tin của Diệp Bắc Minh. Các vị đại thần đều ngẩn người. Phải điều động cẩm y vệ ư. Thứ ba, ngoại trừ đế quốc Thanh Long, truy nã Diệp Bắc Minh trong giới võ giả khác. Bất kỳ ai có thông tin chưa chắc chắn về Diệp Bắc Minh, thưởng 10 viên đan dược thiên phẩm. Ai có thông tin chính xác về Diệp Bắc Minh, thưởng 30 viên đan dược thiên phẩm. Chém gãy một cánh tay, hay một cái chân của Diệp Bắc Minh, thưởng 50 viên đan dược thiên phẩm. Chém được đầu của Diệp Bắc Minh, đưa đến đế quốc Thanh Long, thưởng 100 viên đan dược thiên phẩm. Quân vô hí ngôn, nhất ngôn cửu đỉnh. Vừa dứt lời, cả điện Kim Loan chỉ còn lại giọng nói của Hoàng đế Thanh Long vang vọng, còn có tiếng hít thở dồn dập của rất nhiều đại thần. Đây là lần đầu tiên đế quốc Thanh Long phát lệnh truy nã khủng bố như vậy trong suốt 23 năm qua. Lần trước, là truy nã một người phụ nữ. Đương nhiên, giá trị của người phụ nữ đó khủng bố hơn Diệp Bắc Minh nhiều. Bên ngoài rừng rậm âm ảnh, là cảnh tượng nguyên thủy. Đám người Chu Tần vừa đặt chân đến đây, bên tai đã vang lên tiếng dã thú gầm thét. Một luồng khí tức nguyên thủy ập đến. Các đệ tử ngoại môn của cung xã Tắc đều hoảng sợ. Mười mấy đệ tử nội môn như Chu Tần lại đầy vẻ ngạo mạn. Một trưởng lão lên tiếng, mọi người đừng sợ, nơi này chỉ là bên ngoài rừng rậm âm ảnh. Cùng lắm chỉ có ma thú cấp 1, cấp 2, cấp 3. Không quá mức nguy hiểm, nhưng cũng không phải sẽ không chết người. Hơn nữa, hôm nay chúng ta đến đây là muốn để cho mọi người thích ứng với cuộc chiến sinh tử, chỉ cần sống sót trong chiến trường này, là có thể trở thành đệ tử nội môn của cung xã Tắc. Từ Bác Chiêu, trưởng lão nội môn của cung xã Tắc. Võ đế sơ kỳ. Vừa dứt lời. Các đệ tử ngoại môn giống như được tiêm thuốc kích thích. Hăng hái muốn thử. Chu Tần đột nhiên cười nói, trưởng lão Từ, có thể để tiểu đội xung phong xuất phát rồi chứ? Được. Từ Bác Chiêu gật đầu. Mấy cái lồng sắt lớn được bê lên, bên trong không phải nhốt dã thú. Mà là mấy trăm nô lệ. Bọn họ với ánh mắt kinh sợ, vừa được thả ra đã điên cuồng bỏ chạy. Ai dám bỏ chạy? Chu Tần quát lên một tiếng, đột nhiên chém ra một kiếm. Phụt! Mười mấy người lập tức bị chém chết. Các nô lệ còn lại sợ hãi đứng tại chỗ, hai chân run rẩy. Chỉ có một người khiến người ta chú ý đến nhất. Các nô lệ khác đều không bị trói chân trói tay, chỉ có người này bị khóa xích trói toàn thân. Ngay cả cái miệng cũng bị bịt lại. Chính là hầu tử. Hạ Nhược Tuyết tỏ vẻ mặt kinh ngạc, hầu tử. Có chuyện gì vậy, hầu tử, anh làm sao vậy? Cô ấy định xông lên cứu người. Trên người Chu Tần bùng phát ra một luồng sức mạnh, ngăn cản Hạ Nhược Tuyết, Nhược Tuyết, kẻ này phạm tội chết. Cho nên bị nhốt vào tử lao. Ư. Hầu tử giãy giụa dữ dội, đôi mắt đỏ bừng. Anh ta vốn không phạm tội chết, tất cả đều là Chu Tần nói năng sằng bậy. Hạ Nhược Tuyết trực tiếp quỳ xuống, đầu gối trắng ngần đè lên hòn đá nhọn, lập tức máu tươi đầm đìa. Chu Tần, tôi cầu xin anh đấy. Tha cho hầu tử đi, anh ta là bạn học của tôi, không thể để anh ta lao vào chỗ chết như vậy. Nhìn thấy Hạ Nhược Tuyết quỳ xuống. Đôi mắt của Chu Tần lập tức đỏ bừng, tràn đầy tia máu quát, Hạ Nhược Tuyết, cô lại quỳ vì một tên nô lệ. Người phụ nữ mà mình thích.
người phụ nữ mà hắn coi là của riêng mình, lại quỳ vì một tên nô lệ. Hơn nữa, Chu Tần còn cho rằng, đó là vì Vương Khinh Hậu là người anh em của gã đàn ông đã phá cơ thể Hạ Nhược Tuyết. Yêu ai yêu cả đường đi lối về. Cho nên Hạ Nhược Tuyết mới quỳ vì một tên nô lệ. Nếu không, với sự kiêu ngạo của Hạ Nhược Tuyết, làm sao có thể làm việc như này? Lòng đố kỵ khiến Chu Tần gần như mất đi lý trí. Đáng chết! Vãi! Không thể tha thứ! Từ Bác Chiêu cau mày, Chu Tần, có chuyện gì vậy? Cô gái này chỉ là một nha hoàn về từ giới phàm tục, đáng để cậu phí lời với cô ta thế không? Là chủ nhân, chẳng lẽ còn không quản nổi một nha hoàn? Nếu tính cách của cậu thực sự như vậy, thì cuộc thi đệ tử nòng cốt năm nay, có lẽ không có phần của cậu rồi. Đồng tử của Chu Tần co lại, trưởng lão Từ, tôi hiểu ý của ông rồi. Hắn giơ tay tát Hạ Nhược Tuyết ngã lăn ra đất. Thế còn tạm được. Từ Bác Chiêu hài lòng cười, được rồi, đuổi hết nô lệ vào trong rừng rậm âm ảnh, thu hút hết ma thú ở vòng ngoài ra đây. Các cậu mới dễ săn giết. Đột nhiên, Chu Tần cười dữ tợn, trưởng lão Từ, tôi có một cách hay hơn. Ồ, cách gì? Từ Bác Chiêu nhìn hắn. Chu Tần lạnh lùng nhìn hầu tử, rạch một đường dưới lòng bàn chân của bọn chúng, không cần quá sâu. Chỉ cần chảy máu là được. Đợi khi ma thú ngửi thấy mùi máu tanh, tự khắc sẽ đuổi giết bọn chúng. Bọn chúng càng chạy, vết thương càng rách to, máu tươi chảy càng nhiều. Đương nhiên, ma thú cũng sẽ càng nổi hứng, càng tàn nhẫn, càng khát máu. Suýt! Cơ thể các đệ tử ngoại môn khác phát run, không ngừng co giật. Ác! Quá độc ác! Một khi ma thú ngửi thấy mùi máu, thì sẽ cuồng bạo hơn gấp nhiều lần. Chu Tần muốn để đám nô lệ này chết trong sợ hãi. Từ Bác Chiêu cười gật đầu, ý kiến rất hay, ra tay. Một lát sau, lòng bàn chân của tất cả nô lệ đều bị rạch một đường, rồi bị đuổi vào rừng rậm âm ảnh. Một bóng hình xinh đẹp xông ra. Muốn mở khóa xích trên người hầu tử. Chính là Hạ Nhược Tuyết. Xích trên miệng hầu tử được cởi ra, anh ta nước mắt đầm đìa, Nhược Tuyết, cô làm gì thế hả? Cô đi, cô mau chạy đi. Nói với anh Diệp, báo thù cho tôi. Hạ Nhược Tuyết lắc đầu, không được, hầu tử, anh không thể chết. Nhược Tuyết, cô điên rồi. Đi đi, mau đi đi, hầu tử tức giận quát lên, anh ta biết hôm nay mình chết chắc rồi. Trong lòng cũng vô cùng hối hận. Sớm biết như vậy, thì đã ở lại giới phàm tục tu võ là được. Đến Côn Luân hư chó má này, lại rơi vào kết cục như ngày hôm nay. Anh Diệp, xin lỗi, là tôi vô dụng. Hầu tử trực tiếp quỳ xuống, dập đầu mấy cái về phía giới phàm tục. Rồi quay người xông vào rừng rậm âm ảnh mà không quay đầu lại. Hạ Nhược Tuyết gọi lớn, hầu tử. Từ Bác Chiêu lạnh lùng nhìn Chu Tần, một nha hoàn cũng dám ngăn cản huấn luyện lần này. Chu Tần, cậu tự xử lý đi. Tôi biết rồi, trưởng lão Từ. Chu Tần hầm hầm gật đầu. Hắn giơ tay ném ra một con dao găm, trực tiếp rạch vỡ mắt cá chân của Hạ Nhược Tuyết. Máu tươi đầm đìa. Bắt đầu từ bây giờ, Hạ Nhược Tuyết không còn là nha hoàn của tôi, mà là nô lệ của cung xã Tắc. Hạ Nhược Tuyết kinh ngạc quay đầu, Chu Tần, anh. Câm miệng. Chu Tần tức giận quát lên, trong đôi mắt đầy tia máu, Hạ Nhược Tuyết, đồ đê tiện dơ bẩn nhà cô. Đồ đê tiện không biết yêu bản thân. Đồ đê tiện nhơ bẩn. Tôi đã đợi cô mười mấy năm, cô lại giao tấm thân trong trắng cho người đàn ông khác. Vãi. Mẹ kiếp, cô cho rằng tôi không biết sao, hôm nay tôi cho mọi người xem, cô là phụ nữ nhơ bẩn thế nào. Tâm trạng Chu Tần sắp suy sụp, gào thét lớn, mọi người đều kinh ngạc nhìn qua. Có mấy đệ tử nội môn cười trộm, vẻ mặt xem kịch hay. Ha ha, Hạ Nhược Tuyết cười lạnh lùng một tiếng, chỉ vậy mà thôi. Coi thường, cùng không nói thêm một câu, quay người đột ngột xông vào trong rừng rậm âm ảnh. A, à, tâm trạng của Chu Tần suy sụp. Hắn cho rằng Hạ Nhược Tuyết sẽ giải thích, sẽ phản bác, sẽ áy náy với hắn, thậm chí sẽ che giấu chuyện này. Duy nhất không ngờ, Hạ Nhược Tuyết cười lạnh lùng một tiếng. Chẳng thèm giải thích. Dường như trong lòng Hạ Nhược Tuyết, Chu Tần hắn không đáng một xu, chẳng đáng để giải thích. Vừa nãy Hạ Nhược Tuyết quỳ xuống xin tha cho một nô lệ, mà chuyện này, cô ấy lại không giải thích. Cho dù chỉ giải thích một câu, Chu Tần cũng dễ chịu hơn một chút. Lúc này,
Chu Tần cảm thấy mình như một tên hề. Hạ Nhược Tuyết, cô thật đáng chết. Chu Tần trực tiếp xông vào, đi theo phía sau, tôi muốn tận mắt chứng kiến, cô bị ma thú truy giết thế nào. Tôi muốn nhìn cô sợ hãi, tuyệt vọng, hối hận. Tôi muốn thấy cô cầu xin tôi. Đê tiện, đồ đê tiện nhơ bẩn nhà cô. A, à, Từ Bác Chiêu lạnh lùng lên tiếng, xuất phát. Sau khi Hạ Nhược Tuyết xông vào rừng rậm âm ảnh, liền đuổi theo hầu tử. Đôi mắt hầu tử đầy máu, Nhược Tuyệt, cô không nên chạy vào đây. Hạ Nhược Tuyết lắc đầu, nếu Diệp Bắc Minh biết tôi nhìn anh lao vào chỗ chết, sẽ không tha thứ cho tôi. Hầu tử, đừng nói nữa. Hạ Nhược Tuyết lắc đầu. Lấy ra một con dao găm phòng thân. Được chế tạo từ sắt đen. Gọt sắt như bùn. Cho dù cô ấy không biết võ, cũng dễ dàng chém đứt dây xích trên người hầu tử. Lúc này, a, à, cứu tôi với. Tiếng hét kinh sợ của nô lệ khác cùng với tiếng máu thịt bị xé rách vang lên. Sắc mặt Hạ Nhược Tuyết tái nhợt. Hầu tử nhặt một cái gậy gỗ dưới đất, Nhược Tuyết, cô yên tâm, trước khi tôi chết, sẽ không để cô bị thương đâu. Xèo xèo xèo. Bỗng nhiên, một loại chất nhầy dính tanh hôi khó ngửi từ trên đỉnh đầu rớt xuống suýt rơi chúng hai người. Ngẩng đầu nhìn, suýt, hít khí lạnh, là một con chăn khổng lồ màu trắng. Toàn thân trắng tuyết, còn thô to hơn cáu bồn bước. Đôi mắt của nó lạnh như băng, nhìn chằm chằm hai người Hạ Nhược Tuyết và hầu tử. Nhược Tuyết, chạy đi. Hầu tử quát một tiếng, hai người quay người bỏ chạy ra ngoài vòng rừng rậm âm ảnh. Đám người cung xã tắc chặn phía trước. Doạt, Chu Tần không hề khách sáo, điên cuồng chém ra một kiếm. Một cái cây cao chọc trời đổ dạp theo, chặn đường tháo chạy của hai người. Hơn nữa, sóng khí khủng bố hất hai người bay ra xa. Ha ha ha, Chu Tần điên cuồng cười dữ tợn, đồ đê tiện, cầu xin tôi đi. Đồ đê tiện, cô cầu xin tôi đi. Chỉ cần cô quỳ xuống cầu xin tôi, nịnh nọt lấy lòng, tôi sẽ tha cho cô. Hạ Nhược Tuyết cắn răng, bò đứng lên không nói một lời. Hầu tử cũng cầm con dao găm, cũng chẳng có ý quay đầu nhìn Chu Tần một cái. Thái độ của hai người khiến Chu Tần càng cuồng bạo. Lửa giận ngút trời, vậy các người đi chết đi. Con chăn giữ tợn động đậy, cuộn thành vòng tròn. Bao vây hầu tử và Hạ Nhược Tuyết ở giữa. Há to cái miệng to như bồn máu định đến ăn thịt. Đột nhiên, ầm ầm, một luồng kiếm khí màu đỏ máu từ trên trời giáng xuống, con chăn bị chém chết ngay tại chỗ. Hóa thành xương máu. Ngoại trừ khu vực mà hầu tử và Hạ Nhược Tuyết ở đó. Tất cả mọi thứ xung quanh đều biến mất như khói bụi. Hóa thành đất khô cằn màu máu tươi. Việc này, đồng tử của tất cả người cung xã tắc đều co mạnh lại. Ngẩng đầu nhìn trời theo bản năng. Liền sau đó, phập, một bóng người đáp xuống, đứng trước hai người, thở nhẹ nhõm. Bắc Minh, Hạ Nhược Tuyết lao vào trong lòng Diệp Bắc Minh, bám trên người anh giống như bạch tuộc. Chỉ hận cơ thể của mình không nhét được vào trong người Diệp Bắc Minh. Chu Tần tức đến toàn thân run lên, nhìn chằm chằm bóng lưng của Diệp Bắc Minh. Kẻ này, chính là kẻ đã phá cơ thể Hạ Nhược Tuyết. Lúc này, audio điện tử Võ Tấn Bền. Chu Tần suýt cắn vỡ răng hàm của mình. Hầu tử cũng vô cùng kích động, anh Diệp, là anh Diệp, đúng là anh rồi. Diệp Bắc Minh ôm vòng eo thon nhỏ của Hạ Nhược Tuyết, vừa vỗ về, vừa hỏi hầu tử, có chuyện gì vậy? Anh Diệp, chính đám người này, bọn họ. Tay chân của hầu tử run lên. Bây giờ vẫn còn sợ. Nếu không phải Diệp Bắc Minh xuất hiện kịp thời, hậu quả không thể tưởng tượng. Nghe hầu tử giải thích xong, ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh như băng, chậm rãi buông Hạ Nhược Tuyết xuống. Dùng người sống dẫn dụ ma thú. Các người rất thích làm vậy phải không? Diệp Bắc Minh nhìn đám người cung xã tắc, hay là tôi cũng rạch huyết quản của các người, cho các người vào trong rừng rậm âm ảnh chạy thục mạng. Chủ ý này không tệ, quyết định vậy đi. Liền sau đó, Diệp Bắc Minh bước một bước đến trước người Chu Tần, khí tức khủng bố ập đến. Hắn giống như đối diện với một tòa núi lớn, khó mà thở nổi, mày. Đồng tử co lại, trái tim cũng như muốn ngừng đập. Đột nhiên, một giọng nói băng lạnh khác vang lên, không có chút sắc thái ấm áp, cậu thanh niên, tôi nghĩ cậu nhầm rồi phải không? Nơi này, không phải là nơi cậu có thể ngang ngược. Lạnh nhạt,
cao ngạo, coi thường tất cả, cất giọng không cho phép bất cứ ai nghi ngờ, tự phế tu vi, sau đó quỳ xuống, tôi cho cậu toàn thây. Uy hiếp sư đệ tôi. Một giọng nói lạnh như băng vang lên, Liễu Như Khanh từ trên trời giáng xuống, giơ chân giẫm một cái. Phụt, Từ Bác Chiêu bị giẫm lún vào xuống lòng đất. Chết ngay tại chỗ. Tất cả quá đột ngột. Trưởng lão Từ, người của cung xã tắc sợ đến tê dại ra đầu. Vãi, Từ Bác Chiêu có thực lực võ đế sơ kỳ đó. Vậy mà lại bị một cô gái đột ngột giáng xuống giơ chân giẫm chết. Đám người Chu Tần quay người định bỏ chạy. Diệp Bắc Minh chém ra một kiếm. Ngoại trừ Chu Tần, tất cả người của cung xã tắc đều bị anh giết bằng một đường kiếm. Chu Tần sợ đến tè ra quần, quỳ dưới đất, điên cuồng dập đầu, đại nhân, tha mạng. Tha mạng cho tôi đi. Phập phập phập, cái đầu điên cuồng đập xuống đất. Diệp Bắc Minh giơ chân giẫm lên người Chu Tần. Phụt, Chu Tần phun ra máu tươi, cơ thể như dã rời. Kinh mạch toàn thân nứt lìa, đan điền cũng bị Diệp Bắc Minh giẫm nát. Toàn hoàn thành một phế nhân. Diệp Bắc Minh chi vào sâu trong rừng rậm âm ảnh, lạnh lùng cười một tiếng, mau chạy đi. Chu Tần sợ đến tê dại ra đầu, kinh sợ lắc đầu, đừng, tôi đã bị phế rồi, bây giờ tôi xông vào rừng rậm âm ảnh sẽ chết chắc. Đừng, đừng. Chu Tần nằm dưới đất, không ngừng lui lại. Diệp Bắc Minh giơ tay, giơ một kiếm chém cánh tay của Chu Tần, kiếm tiếp theo, chém đầu của mày. Máu tươi đầm đìa. A. À. Chu Tần đau đến gần như ngất đi, người đàn ông trước mặt, đúng là giống như ma quỷ. Hắn xông vào rừng rậm âm ảnh giống như phát điên. Vừa qua mười mấy giây, một tràng tiếng kêu thảm khủng bố vang lên. Một lát sau, âm thanh đột ngột dừng lại. Vãi! Hầu tử ớn lạnh. Diệp Bắc Minh trực tiếp trị thương cho Hạ Nhược Tuyết và hầu tử. Lấy ra kim châm và đan dược, hai người nhanh chóng hồi phục. Hầu tử kích động hỏi, anh Diệp, sao anh lại ở đây? Diệp Bắc Minh nhìn về hướng sâu trong rừng rậm âm ảnh, lúc về giải thích với anh, bây giờ tôi còn có chuyện khác. Thất sư tỷ, phiền tỷ dẫn Nhược Tuyết và hầu tử trở về thành võ đế, để muốn tiến vào sâu trong rừng rậm âm ảnh một chuyến. Hạ Nhược Tuyết lo lắng, anh không về cùng mọi người sao? Nơi này có rất nhiều ma thú, rất nguy hiểm. Diệp Bắc Minh giải thích, anh còn có chút việc cần xử lý, không vào rừng rậm âm ảnh không được. Chỉ có tìm được tàn hồn Long Đế, mới có thể biết tin tức của mẹ và bố. Liễu Như Khanh cau mày, kinh ngạc nói, sư đệ, trong bán kính mấy trăm dặm rừng rậm âm ảnh, bên trong có ma thú cấp cao sánh ngang với võ đế. Một mình đệ vào sẽ có nguy hiểm, tỷ cùng đệ vào. Thất sư tỷ, tỷ yên tâm, đệ tự tin. Diệp Bắc Minh mỉm cười, để cô ấy yên tâm. Liễu Như Khanh thấy vậy, ánh mắt lóe lên. Bèn gật đầu, dẫn theo Hạ Nhược Tuyết và hầu tử rời đi, trở về thành võ đế. Diệp Bắc Minh hóa thành một tàn ảnh, xông vào sâu trong rừng rậm âm ảnh. Giọng của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên, cậu nhóc, đi về phía trước bên trái 10 dặm, có một con ma thú cấp 3. Đi về trước bên phải 15 dặm, có 3 con ma thú cấp 3. Đi đường ở giữa. Được. Diệp Bắc Minh tăng tốc độ. Có, Raja, sống như Tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Ngay cả võ đế cũng không dám tiến sâu vào rừng rậm âm ảnh, mà Diệp Bắc Minh lại đi vào như chỗ không người. Cây cao chọc trời, hồ nước đầm lầy. Đi một mạch vòng qua tất cả địa bàn của ma thú. Đến thẳng nơi sâu nhất của rừng rậm âm ảnh. Phía trước, rừng rậm biến mất. Một cái hang đen xì khổng lồ xuất hiện trước mắt. Như vực thẳm thông đến nơi sâu dưới địa ngục, bị bóng tối nuốt chửng hoàn toàn. Vị trí mà Long Đế đánh dấu, chính là nơi này. Diệp Bắc Minh vừa lại gần bên rìa vực thẳm. Đột nhiên, trong vực thẳm màu đen xuất hiện hai con ngươi màu máu. Xoạt, một con rắn có lớp vảy màu đen từ vực sâu chui ra, há to cái miệng như bồn máu lao về phía Diệp Bắc Minh nhanh như điện giật. Diệp Bắc Minh bị đánh bay ra xa, lồng ngực đau rát. Anh nhìn phía trước với vẻ mặt chấn hãi, vãi, con rắn này to thế. Con rắn này ít nhất dài đến hơn 100 mét, đường kính ít nhất phải hơn 2 mét. Hai con mắt giống như bồn nước. Vị trí cái đầu còn có thứ gì lồi lên giống như sừng rồng. Rõ ràng không phải là con trăn bình thường. Cả nửa thân mình của nó thò ra vực sâu đen xì, âm lạnh nhìn chằm chằm kẻ xâm lược Diệp Bắc Minh. Giọng của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên, cẩn thận,
ma thú cấp 5, cự lân dao. Cấp 5. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, tương đương với cảnh giới nào của võ giả? Đại khái là võ đế đỉnh phong. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời. Bù. Trong phút chốc, cự lân dao hung ác nhào tới, mang theo mùi tanh kinh khủng, tốc độ nhanh như chớp. Diệp Bắc Minh quát lớn, Thương Long Chạm. Một đạo kiếm khí thô to gần bằng cự lân dao chém ra. Gào. Cự lân dao gào thét, ỷ vào lực phòng ngự kinh người của vảy, không thèm tránh né. Một cảnh tượng cực kỳ khiếp sợ xuất hiện. Khoảnh khắc cự lân dao tiếp xúc với kiếm khí, máu thịt nó như một lớp giấy. Phụt. Đầu rắn bị chia thành hai, trực tiếp bị một kiếm của Diệp Bắc Minh chém chết. Diệp Bắc Minh bất ngờ, má, chẳng phải nó là ma thú cấp 5 sao? Sao lại bị một kiếm của tôi giết trong nháy mắt? Anh còn tưởng rằng sẽ có một trận chiến khó khăn. Không ngờ lại dễ dàng như vậy. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục tức giận trả lời, nhóc, lần cuối cùng tôi giải thích lại cho cậu, thanh kiếm trong tay cậu không phải vật phàm. Nếu không dựa vào thanh kiếm này, cậu chắc chắn không phải là đối thủ của cự lân dao. Nhưng thanh kiếm đoạn long này cho cậu năng lực vô hạn. Tôi hiểu rồi. Diệp Bắc Minh gật đầu. Ánh mắt đông lại, nhìn về phía vực sâu đen nhánh, bên trong không còn ma thú nào khác chứ? Không có, trước khi đi vào, cậu lấy tinh hạch cự lân dao ra rồi nói. Được. Diệp Bắc Minh bước đến chỗ bảy tấc của cự lân dao. Đấm một quyền toàn lực. Ầm. Tiếng ầm lớn vang lên. Da rắn vẫn hoàn hảo. Hai mắt Diệp Bắc Minh tỏa sáng, lực phòng ngự thật mạnh, nếu không phải kiếm đoạn long thì các vũ khí khác đều không thể làm nó bị thương sao. Kiếm đoạn long chém xuống. Lớp vảy không thể phá vỡ của cự lân dao lập tức bị cắt gọn gàng, anh móc ra một viên ma thú tinh hạch màu lam. Năng lượng tinh thuần chớp động. Tỏa sáng lấp lánh. Lóa mắt hơn cả đá quý. Diệp Bắc Minh mở miệng, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, thu. Thi thể cự lân dao biến mất. Diệp Bắc Minh bước về phía trước, nhảy xuống vực sâu đen nhánh. Rơi thẳng xuống mấy ngàn mét. Bốn phía bị bóng tối cắn nuốt, duỗi tay không thấy năm ngón. Yên tĩnh như chết. May mắn Diệp Bắc Minh và Tháp Càn Khôn Chấn Ngục có chung cảm giác, anh thu toàn bộ cảnh tượng dưới vực sâu vào trong mắt. Bốn phương tám hướng đều là hài cốt của ma thú. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục đáp, tìm được rồi, đi về bên trái 200 mét. Diệp Bắc Minh bước đi. Xuất hiện trước một bộ hài cốt con người. Cùng lúc đó, bù, một cột máu khủng bố ngập trời chợt hiện lên, ngưng tụ thành một bóng người, ha ha, Diệp Bắc Minh, không ngờ cậu lại đến được đây nhanh như vậy. Long đế, Diệp Bắc Minh hỏi thẳng, mau nói cho tôi biết, tình hình của mẹ tôi thế nào? Bố của tôi là ai? Tàn hồn Long đế gật đầu, được, nếu cậu đã thực hiện hứa hẹn đi đến chỗ này, bản đế sẽ nói cho cậu. Mẹ cậu năm đó quả thực từng tới đây. Hô hấp Diệp Bắc Minh nặng nề, ông mau nói, đã xảy ra chuyện gì? Long đế mở miệng, 30.000 năm trước, trong trận chiến với thủ địch cũ, tôi suýt nữa bị mất mạng. Tôi dùng một bảo vật gọi là Tháp Càn Khôn Chấn Ngục để bảo toàn sinh mạng, lúc này mới chạy trốn tới nơi đây. Đáng tiếc bị thương quá nặng, cuối cùng vẫn chết, chỉ còn lại một sợi tàn hồn. Diệp Bắc Minh, tôi không muốn nghe chuyện cũ của ông. Tôi chỉ muốn biết tin tức về mẹ của tôi. Đối với lai lịch của Long Đế, kẻ thù gì gì đó, anh hoàn toàn không có hứng thú. 30.000 năm quá lâu, chỉ trong sớm chiều. Long Đế xấu hổ, Diệp Bắc Minh, cậu cho tôi chút mặt mũi được không? Không cho. Diệp Bắc Minh lắc đầu, tôi chỉ muốn biết tin tức về mẹ tôi không có hứng thú nghe chuyện xưa của ông. Được rồi. Long đế bất đắc dĩ, tổ tiên nhà họ Diệp cậu đã từng đến nơi đây, tôi đã giao Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cho tổ tiên nhà họ Diệp. Đồng thời, tôi còn đưa cho ông ta nửa bộ Long đế quyết. Tôi và tổ tiên nhà họ Diệp cậu ước hẹn, chỉ cần có người có thể giúp tôi rời khỏi đây, tôi sẽ truyền dạy cho người đó Long đế quyết hoàn chỉnh. Trợ giúp nhà họ Diệp quật khởi tại địa bàn Côn Luân. Diệp Bắc Minh nhíu mày, điều này có liên quan gì đến mẹ tôi? Long đế không nhịn được mà đáp nhóc, cậu có thể kiên nhẫn chút được không? Không thể, mời ông nói những thứ quan trọng, cái khác thì thôi. Diệp Bắc Minh lắc đầu, không hề nể tình. Long đế, thở dài một tiếng. Rồi, mẹ cậu là con cháu nhà họ Diệp, biết chuyện này. Cho nên, bà ấy cũng từng tới đây,
nhưng bà ấy không mang tôi đi. Mà nói cho tôi, con của bà có thể cứu tôi ra ngoài. Long đế quyết và các bản lĩnh khác của tôi có thể truyền dạy cho con trai bà ấy, cũng chính là cậu, Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Anh học được Long đế quyết là do một tay mẹ sắp đặt. Chẳng lẽ mẹ anh vẫn luôn âm thầm chú ý anh trưởng thành? Không lẽ mẹ tôi đang ở gần đây? Đôi mắt Diệp Bắc Minh đỏ hoe, hô hấp nặng nề. Không ngừng tìm kiếm xung quanh. Anh hét lớn, mẹ, mẹ ở đây sao? Mẹ ở một nơi bí mật gần đó nhìn con sao? Mẹ, ra gặp con một lần đi. Giọng nói của anh quanh quẩn trong hang động. Không ai đáp lại. Long đế giải thích, đó là lần cuối cùng tôi gặp bà ấy. Sau khi rời khỏi đây, tôi cũng không biết bà ấy đi đâu. Mẹ kiếp! Diệp Bắc Minh không nhịn được mà chửi bậy, không phải ông nói là biết tin tức về mẹ tôi. Còn biết tình huống của bố tôi. Nháo cả buổi, hóa ra ông gạt tôi. Long đế bình tĩnh đáp, Diệp Bắc Minh, tôi không hề lừa cậu. Tôi quả thực biết tin tức về bố mẹ cậu. Diệp Bắc Minh nhíu mày, ông có ý gì? Long đế mở miệng, nếu như tôi không nhìn lầm, cảnh giới của mẹ cậu rất khủng bố. Hơn nữa, bà ấy bị thương. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lập lòe, chuyện này tôi biết, bà ấy bị người đuổi giết cho nên bị thương. Không không không. Tàn hồn Long đế lắc đầu, vết thương của mẹ cậu không phải xuất hiện khi bà ấy ở thế giới này. Lúc bà ấy quay về đã bị thương. Nhưng, bởi vì trong bụng đang có cậu, nên bà ấy không thể khôi phục thương thế của mình. Long đế nhìn Diệp Bắc Minh rất có thâm ý, dù sao, một đứa nhỏ có thiên phú nghịch thiên cần có rất nhiều chất dinh dưỡng. Ý gì? Diệp Bắc Minh nhíu mày. Tôi nói chưa đủ thẳng thắn sao? Long đế bó tay, người khiến mẹ cậu bị thương nặng là một người hoàn toàn khác. Lúc bà ấy quay về địa bàn Côn Luân thì sớm đã bị thương. Nếu không thì, đám người bình thường rác rưởi kia làm sao có tư cách đuổi giết mẹ cậu? Diệp Bắc Minh im lặng. Một lát sau, anh mở lời, ông nói là, mẹ tôi bị thương ở nơi khác. Bà ấy quay trở lại địa bàn Côn Luân có lẽ là để tránh né kẻ thù, thuận tiện nghỉ ngơi chữa trị vết thương. Long đế gật đầu, là ý này. Ánh mắt Diệp Bắc Minh chớp động. Nếu theo như những gì Long đế nói, mẹ anh trở về từ chỗ nào? Năm đó, bà ấy lại đi đâu? Có lẽ tất cả những thứ ấy, chỉ có nhà họ Diệp tại địa bàn Côn Luân mới biết được. Xem ra anh phải đi nhà họ Diệp tại địa bàn Côn Luân một chuyến. Bố tôi thì sao? Diệp Bắc Minh hỏi lại. Long đế trả lời, tôi nghe mẹ cậu nhắc đến, ông ấy là một vị cường giả đỉnh cao. Có lẽ không phải người của địa bàn Côn Luân, mà ở một thế giới cao cấp hơn. Lông mày Diệp Bắc Minh xoắn lại, thế giới cao cấp hơn. Dựa vào mấy chứ không đến nơi đến chốn này thì tìm thế nào được. Manh mối trực tiếp đứt gãy. Một khoảng lặng kéo dài. Không biết qua bao lâu. Giọng Long đế truyền đến, nhóc, hay trước tiên mang tàn hồn của tôi rời đi đã. Phía dưới hài cốt của tôi có Long đế quyết hoàn chỉnh. Suy nghĩ Diệp Bắc Minh bị kéo về hiện thực, mang ông rời đi như thế nào? Long đế mở miệng, tôi cần một chỗ có thể để tàn hồn ở nhờ. Có thể là một đồ vật, hoặc một vật chứa. Đương nhiên, không thể là phế liệu, nhất định phải mang theo khí vận. Diệp Bắc Minh khẽ động. Khoát tay, lấy ra kiếm đoạn long. Long đế giật mình kêu lên, tàn hồn nhanh chóng trốn xa, tức giận nói, thằng nhóc kia, cậu muốn giết tôi. Khóe miệng Diệp Bắc Minh co quắp, nếu mà tôi muốn giết ông thì đã ra tay lâu rồi. Tôi muốn để tàn hồn của ông ở nhờ trong thân kiếm đoạn long. Phù! Long đế thở phào, tàn hồn bay trở về, nếu không phải muốn giết tôi thì đừng có tự dưng cầm thanh kiếm này ra. Thanh kiếm này quá kinh khủng, nếu tàn hồn của tôi mà đụng phải nó sẽ lập tức tan thành mây khói. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục mở miệng, có thể để ông ta ở nhờ trong Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, không có vấn đề gì chứ. Có thể đoạt xá ngược lại tôi không? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười, yên tâm, không có vấn đề này. Thu tàn hồn ông ta vào trong Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, tương đương với việc nắm mạng sống của ông ta trong tay. Chỉ cần cậu muốn, hoàn toàn có thể làm ông ta biến mất. Con người Diệp Bắc Minh lập lòe. Nói thẳng ra biện pháp này. Lần này đến lượt Long đế im lặng. Không biết qua bao lâu. Ông ta mới nói, nhóc, cậu quả nhiên đã trói định với Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Hầy, K,
cái tháp này quả thực được trời ưu ái. Đáng tiếc, nếu năm đó tôi vững vàng hơn chút, có lẽ hiện tại đã sớm đứng trên đỉnh vũ trụ nhờ vào vật này. Một giây sau, tàn hồn Long Đế hít sâu một hơi, như thể đã ra quyết định gì đó. Trước khi tôi quyết định, tôi muốn hỏi một câu, cậu và tháp Càn Khôn Trấn Ngục ký điều ước gì? Điều ước chủ tớ. Diệp Bắc Minh trả lời. Tàn hồn Long Đế mỉm cười, giống tôi năm đó, xem ra cậu cũng khó trốn khỏi sự thật bị tháp nô lệ. Ông đang nói gì? Diệp Bắc Minh nghi hoặc, tôi là chủ, tháp Càn Khôn Trấn Ngục là tớ. Cái gì? Tàn hồn Long Đế ngây người, con người kịch liệt co rút, gào thét như gặp quỷ, không thể nào. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhận cậu làm chủ nhân. Tuyệt đối không có khả năng. Long Đế không thể tiếp thu đây là sự thật. Diệp Bắc Minh lười giải thích. Trực tiếp thu tàn hồn Long Đế vào trong tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Long Đế không thể không tin tưởng sự thật này, cậu mở được mấy tầng tháp Càn Khôn Trấn Ngục rồi. Diệp Bắc Minh mở miệng, trước mắt tôi đã mở được 6 tầng, còn 3 tầng 7, 8, 9 cũng có thể mở, nhưng tôi không rảnh đi lên. Rời hài cốt Long Đế đi. Quả nhiên thấy một bản Long Đế quyết hoàn chỉnh. Cái gì? Tàn hồn Long Đế lần nữa ngây người, mẹ nó, làm sao có thể? Cậu mới tu vi võ tôn sơ kỳ, sao có thể mở được 9 tầng tháp Càn Khôn Trấn Ngục? Lúc đầu, tôi tăng một cảnh giới lớn mới có tư cách mở một lần. Lúc này, âm thanh của tháp Càn Khôn Trấn Ngục truyền đến, Long Đế, không có gì là không có khả năng. Thiên phú của người ta mạnh hơn ông, một cảnh giới lớn ông mới có tư cách mở ra một lần. Diệp Bắc Minh là một cảnh giới nhỏ mở ra một lần. Tàn hồn Long Đế sững sờ. Khóe miệng không ngừng co giật. Mẹ nó người so người tức chết người. Ông ta ghen tị đến đỏ mắt. Hồi lâu sau mới bình tĩnh lại. Diệp Bắc Minh đã bắt đầu nhắm mắt thấu hiểu Long Đế Quyết. Long Đế Quyết có tổng cộng 9 tầng. Mẹ anh chỉ để lại một nửa còn lại cần bổ sung hoàn chỉnh. Giờ cả 9 tầng đã rơi vào tay anh. Diệp Bắc Minh ngồi khoanh chân, ý thức trực tiếp vào bên trong tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Hình nộp, ra. Diệp Bắc Minh khẽ quát một tiếng, đến đánh với tao một trận chiến sinh tử. Vâng, chủ nhân. Hình nộm không hề do dự, lao tới như tia chớp. Phụt. Diệp Bắc Minh phun ra một ngụm máu tươi, lồng ngực xuất hiện một lỗ thủng kinh người. Anh bị hình nộm nháy mắt giết chết. Tàn hồn Long Đế sững lại, đây là có chuyện gì? Cậu ta chết. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục lạnh nhạt giải thích, đây là hình nộm, có thực lực võ đạo giống như đúc ký chủ. Ký chủ có thể tiến hành cuộc chiến sinh tử cùng nó, nhưng mỗi lần tử vong đều có thể sống lại trong tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Đụ mẹ! Long Đế lần nữa chửi thề, tháp Trấn Ngục, ông xảy ra chuyện gì vậy? Lúc trước tôi với ông chói định với nhau, vì sao không có những thứ này? Ông không đủ tư cách. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục lạnh nhạt đáp. Tàn hồn Long Đế im lặng. Bị thương rất nặng. Tàn hồn Long Đế còn khiếp sợ phát hiện, sau khi bị hình nộm chém giết mấy chục lần. Cuối cùng Diệp Bắc Minh có thể áp chế ngược lại hình nộm. Đồng thời, anh gần như đã dung hợp và thấu hiểu toàn bộ Long Đế Quyết. Nội lực của anh lại thay đổi trạng thái, biến thành một loại chất lỏng màu bạc đặc biệt, có chuyện gì xảy ra vậy, nội lực của tôi thay đổi thế nào rồi? Diệp Bắc Minh, má nó, cậu, thật sự là... Tàn hồn của Long Đế mạnh mẽ co rút khóe miệng. Đáng sợ. Con mẹ nó, thật là quá đáng sợ. Đệt. Tàn hồn của Long Đế sắp điên luôn rồi, bổn đế đây sống mấy chục nghìn năm, còn chưa từng thấy cái loại biến thái như cậu bao giờ. Long Đế Quyết mà ông đây dành hơn 10.000 năm đế sáng tạo ra, cậu lại chỉ mất 3 ngày mà đã dung hợp xong rồi. Hơn nữa còn chuyển hóa nội lực thành chân nguyên. Cái đệt. Diệp Bắc Minh nhướng mày, hỏi chân nguyên. Đó là cái gì? Tàn hồn của Long Đế đáp, cậu không biết chân nguyên là gì cũng bình thường thôi. Tại vì đây là thứ mà chỉ có từ cảnh giới võ đế trở lên mới có thể chuyển hóa được. Chuyển hóa? Diệp Bắc Minh ngập ngừng. Tàn hồn của Long Đế gật đầu, không sai, chân nguyên chính là từ nội lực chuyển hóa thành. Võ giả cấp thấp thì dùng nội lực bên trong đan điền. Nội lực giống như là một luồng khí, mà chân nguyên lại là một dạng chất lỏng. Sự khác biệt giữa hai loại này đối với người tu võ cũng giống như sự khác biệt giữa một chiếc xe hơi chạy bằng xăng và một chiếc chạy bằng năng lượng hạt nhân vậy. Nội lực chuyển hóa thành chân nguyên, đi từ võ giả cấp thấp đến võ giả cấp cao. Giải thích như vậy,
Diệp Bắc Minh ngay lập tức hiểu ra. Chạy bằng xăng và bằng năng lượng hạt nhân, hiển nhiên năng lượng hạt nhân biến thái hơn cả nghìn tỷ lần. Ngay lúc này, nội lực của anh hoàn toàn chuyển hóa thành chân nguyên. Trong nháy mắt tốc độ bộc phát, lực lượng đã vượt xa những người cùng cảnh giới. Tuy Diệp Bắc Minh vẫn chỉ mới là giai đoạn đầu của võ tôn, nhưng chiến lực của anh đã không hề thua kém gì võ đế. Tàn hồn của Long Đế im lặng một lúc lâu mới hít sâu một hơi, nói, Diệp Bắc Minh, trách không được Tháp Càn Khôn Chấn Ngục lại nhận cậu làm chủ, tôi thật sự không bằng cậu. Tốt lắm, tàn hồn của tôi cũng không thể nào giữ trạng thái thanh tỉnh mãi được. Ông ta đã chịu đủ tổn thương rồi. Bày tỏ không muốn để ý tới tên biến thái này nữa. Bây giờ tôi cần phải ngủ say, nghỉ ngơi một thời gian cho khỏe. Nói xong, tàn hồn của Long Đế hóa thành một vệt ánh sáng màu đỏ máu. Trôi lơ lửng trong không gian phía sau Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Diệp Bắc Minh khẽ lắc đầu. Đi thẳng đến tầng thứ 7 của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Chỉ có một cái bục nhỏ và một quyển bí tịch luyện võ. Mở ra và nhìn một cái. Đồ Long Trảm, võ kỹ thượng phẩm cấp thánh. Hai tròng mắt Diệp Bắc Minh sáng lên, cuối cùng cũng có võ kỹ thuộc loại tấn công, nhưng cũng vẫn chỉ là cấp thánh. Không thể vượt qua cấp thánh sao? Có hơi thất vọng. Giọng của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục truyền tới, nhóc con, cậu đừng có được lợi lại còn khoe mẽ nha. Võ kỹ thượng phẩm cấp thành, toàn bộ Côn Luân Hư cũng chưa chắc đã có một quyển đâu. Được rồi. Diệp Bắc Minh như đang suy nghĩ gì đó, gật gật đầu. Đi vào tầng thứ 8. Vẫn là một cái bục nhỏ, bất chợt một cái đan đỉnh xuất hiện trước mắt. Tiến lên nhìn thử. Tinh thần đỉnh. Diệp Bắc Minh vẫy tay, tinh thần đỉnh rơi vào tay anh. Rất có trọng lượng. Khi gõ vào còn phát ra tiếng leng keng. Một luồng thông tin bỗng chốc hiện ra trong đầu, tinh thần đỉnh có thời rút ngắn thời gian luyện đan. Tăng nhanh tốc độ hình thành đan dược. Không tồi, là một bảo bối tốt. Đối với tỷ lệ thành công khi luyện đan, Diệp Bắc Minh không thành vấn đề. Anh rất hiếm khi thất bại. Nhưng tinh thần đỉnh có thể rút ngắn thời gian luyện đan, thật đúng là một thứ tốt. Thẳng thắn thu tinh thần đỉnh vào người. Tiến tới tầng thứ 9. Chỉ có một cái bục nhỏ và một sợi tơ gần như trong suốt. Không khác gì mấy so với dây câu cá. Nhưng nhỏ hơn, cũng trong suốt hơn. Nếu không quan sát kỹ thì hoàn toàn không phát hiện. Cái này, cũng gọi là khen thưởng ư. Khóe miệng Diệp Bắc Minh giật giật, gương mặt cạn lời. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục lên tiếng, hừ, nhóc con, lại không biết nhìn hàng rồi. Đây là gân mạch của yêu thú cấp 9. Sau khi được gia công luyện chế mới trở thành một sợi tơ. Chỉ một sợi tơ như vậy, có thể chịu đựng cả trăm triệu lực lượng. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, không thể nào. Kinh khủng vậy sao? Cậu có thể thử xem. Diệp Bắc Minh gật đầu. Giơ tay dùng hết toàn lực tung một nắm đấm về phía gân mạch của yêu thú cấp 9. Rào, rào. Bên trong Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, tiếng rồng gầm rú vang lên liên tục. Diệp Bắc Minh chỉ dùng một ngày đã hoàn toàn nắm giữ đồ long trảm. Kiếm đoạn long điều khiển long đế quyết, chém ra đồ long trảm. Một kích này cho dù là đối mặt với võ đế cấp đỉnh phong cũng có thể giết chết ngay lập tức. Đù má, đồ long trảm. Má ơi! Tàn hồn của long đế tỉnh dậy, lại lần nữa bị đả kích. Năm đó ông ta lấy được đồ long trảm, phải tu luyện ước chừng mấy năm mới hoàn toàn lĩnh ngộ. Diệp Bắc Minh chỉ mới một ngày mà đã xong xuôi rồi. Đây là người thật à? Đế quốc Thanh Long, tại Hoàng Cung. Hoàng đế Thanh Long giận dữ gào thét, trong cả đại điện tràn ngập một hơi thở hung tàn, phế vật, tất cả đều là phế vật. Đã qua 5 ngày rồi, các người hoàn toàn không điều tra được chút tin tức gì của cái tên Diệp Bắc Minh đó. Toàn bộ triều đình, tử vong một mảnh, tất cả đại thần đều quỳ xuống đất, run run rẩy rẩy. Thiên tử tức giận, trăm triệu người chết. Bỗng nhiên, một vị lão thần đột ngột lên tiếng, bệ hạ, ở Côn Luân Hư không tìm được tin tức của Diệp Bắc Minh, có lẽ người này đến từ giới phàm tục. Giới phàm tục, đôi con người của Hoàng đế Thanh Long lạnh lẽo hết mức có thể, cẩm y vệ đến giới phàm tục, điều tra. Trong giọng nói ngập tràn ý chí giết hại, nếu như Diệp Bắc Minh thật sự đến từ giới phàm tục, vậy thì chỗ đó cũng không cần thiết tồn tại nữa. Rời khỏi vực sâu. Đáy lòng Diệp Bắc Minh khẽ lay động, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, nói cho tôi vị trí của tất cả các ma thú đi.
Cùng lúc đó, bên ngoài khu rừng ám ảnh có tổng cộng 6 người, đều là trưởng lão của cung xã Tắc. Mọi người ai nấy đều mang vẻ mặt lạnh băng. Tất cả thi thể của đệ tử cung xã Tắc sớm đã bị ma thú ăn sạch. Trước mắt chỉ còn lại một mảnh đất bị máu tươi nhuộm đỏ. Rốt cuộc là có chuyện gì, cuộc huấn luyện lần này của đệ tử ngoại môn, đều chết hết cả rồi ư. Từ Bác Chiêu dù gì cũng là võ đế giai đoạn đầu, lại cũng bỏ mình. 6 trưởng lão cảnh giới võ đế của cung xã Tắc đều vô cùng bất ngờ. Nhìn về phía khu rừng ám ảnh phía trước. Ngoại trừ con chăn khổng lồ cấp 5 ở khu vực trung tâm của rừng ám ảnh, tổng cộng còn có 6 loại ma thú cấp 5 khác. Rải rác xung quanh khu rừng ám ảnh. Hơn 30 con ma thú cấp 4, hơn 100 con ma thú cấp 3. Từ Bác Chiêu đánh không lại ma thú cấp 5, nhưng cũng không biết chạy thoát hay sao. Những người thuộc cung xã Tắc đều bối rối không ai giải đáp. Grum! Đột nhiên, một tiếng gào giống dữ dội truyền tới. Sắc mặt mọi người biến đổi, nhìn về phía sâu bên trong khu rừng ám ảnh. Đây là âm thanh của ma thú cấp 5, gấu mặt người. Tại sao gấu mặt người lại nổi điên rồi? Một bà lão ngờ vực hỏi. Người đàn ông chọc đầu bên cạnh lắc đầu, không phải, tiếng gấu mặt người nổi điên không phải như thế này. Đây là, tiếng rên khóc của gấu mặt người, có người đang săn giết nó. Nghe câu nói này, con người mọi người đều co rụt lại. Săn giết gấu mặt người. Mẹ kiếp, là ai có lá gan lớn như vậy? Chẳng lẽ có người tới khu rừng ám ảnh để giết gấu mặt người ư? Một người phụ nữ dáng người bốc lửa nghi hoặc hỏi. Người đàn ông đầu chọc phủ nhận, không nhiều khả năng đâu, thực lực của gấu mặt người rất kinh khủng, có thể so với võ đế bậc đỉnh phong. Cho dù mấy người chúng ta hợp lại cũng phải trả một cái giá đắt mới có thể giết chế được. Võ đế cấp đỉnh phong cũng không dám chắc chắn rằng có thể giết chết gấu mặt người. Bà lão trầm mặc đi, đi xem thử đi. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, xông vào khu rừng ám ảnh. Giữa từng tiếng gào giống tan nát cõi lòng thấy được một cảnh tiếng không tưởng tượng nổi. Chỉ thấy một người đàn ông trẻ tuổi, tay cầm thanh đoạn kiếm, chém xuống một phát đã chặt rớt một cánh tay của gấu mặt người. Máu tươi trào ra, khiến cho người ta phải khiếp sợ. Ôi! 6 người thuộc cung xã Tắc trái lại hít một hơi khí lạnh, thằng nhóc này là ai vậy? Từ hơi thở phát ra từ trên người cậu ta, mới chỉ là giai đoạn đầu của võ tôn thôi mà. Cậu ta thế mà lại đánh thắng gấu mặt người sao? Bọn họ đứng hình. Đôi mắt của bà lão kia tối sầm, một người trẻ tuổi chỉ mới bước vào giai đoạn đầu của vũ tôn, làm sao có thể là đối thủ của gấu mặt người cơ chứ? Có lẽ con gấu mặt người này vừa chiến đấu với những con ma thú khác, sớm đã bị thương nặng. Người đàn ông đầu chọc gật đầu, đúng vậy, quả thật rất có khả năng. Cho dù gấu mặt người bị thương nặng thì một cái vũ tôn muốn giết nó cũng khó lắm chứ. Người phụ nữ dáng người nóng bỏng cau mày. Là do thanh kiếm kia. Bà lão gắt gao nhìn chằm chằm thanh đoạn kiếm hình đầu rồng kia. Soạt. Ánh mắt tất cả mọi người đồng thời rơi vào thanh kiếm đoạn long trên tay Diệp Bắc Minh. Vẻ tham lam chợt vụt qua rồi biến mất. Thanh kiếm có thể chém rớt cánh tay của gấu mặt người chỉ với một nhát, sao có thể là vật bình thường được. Phụt. Lúc này, Diệp Bắc Minh chém xuống một nhát. Cái đầu của con gấu mặt người đó ngay lập tức rơi xuống đất. Máu tươi phun trào ra như suối. Ầm vang. Thi thể của gấu mặt người ngã xuống, khung cảnh đồ sộ. Diệp Bắc Minh dùng một kiếm vạch bụng gấu mặt người ra, một viên ma thú tinh hạch màu xanh ra trời xuất hiện trước mặt mọi người. Vừa định cất tinh hạch của gấu mặt người vào. Dừng tay. Bà lão kia la lên một tiếng, nhóc con, lá gan của cậu lớn thật. Lại dám đến địa bàn của cung xã Tắc bọn tôi săn giết ma thú. Trường bối nhà cậu là ai? Đến từ thế lực nào đó? Còn không mau giao ma thú tinh hạch của gấu mặt người ra đây. Một luồng hơi thở mạnh mẽ bùng phát từ trong cơ thể bà lão. Bên cạnh đó, 5 người còn lại cũng nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Áp lực cấp bậc võ đế không chút che giấu mà thả ra ngoài. Diệp Bắc Minh quay đầu lại. Trong mắt lạnh như băng. Khiến cho người ta có một loại cảm giác như đang coi thường mọi vật trên thế gian này. Đám người bà lão theo bản năng lùi về sau một bước. Trong lòng cũng lóe lên một tia lửa giận, thế mà lại bị ánh mắt của một tên vãn bối dọa sợ. Cây gậy đầu rắn trong tay bà lão cũng mạnh mẽ ngừng lại, thằng nhóc kia, bà già này đã nói chuyện với cậu đó, cậu có nghe thấy không?
Diệp Bắc Minh cười nói, rồi thì sao? Muốn cướp thì cứ việc nói thẳng, làm nhảm nhiều vậy để làm gì? Mọi người kinh ngạc. Bọn họ quả thật là muốn cướp. Nhưng thân là trưởng lão của cung xã Tắc, ít nhất cũng phải có chút mặt mũi chứ. Diệp Bắc Minh huỵch tuệt ra như vậy làm cho nét mặt già nua của mấy người bọn họ đều giận không nhịn được. Bà lão từ xấu hổ mà chuyển thành giận dữ, nói, thằng nhóc này, cậu. Xoẹt. Diệp Bắc Minh vừa giơ tay đã tung ra một nhát kiếm, chặn ngược lời nói của bà lão. Bà ta càng kinh ngạc hơn, nghiêm giọng hét lớn, đáng chết. Bà già này đây còn chưa ra tay, cậu lại dám động thủ trước. Cái tên kiêu căng này không biết ở đâu chui ra, hôm nay tôi đành thay mặt trưởng bối của cậu dạy dỗ cậu đàng hoàng. Tiếp sau cẩn thận đừng quá hống hách. Cây gậy đầu rắn trong tay bà ta thọt về phía không khí đằng trước. Muốn trực tiếp phá giải kiếm khí. Răng rắc một tiếng giòn giã, cây gậy đầu rắn lập tức biến thành mảnh vụn. Bà lão kinh hoàng thất thố, hoàn toàn chưa kịp phản ứng đã bị một nhát kiếm chém thành một bãi máu tươi. Ôi! Đám của người đàn ông chọc đầu và người phụ nữ vóc người nóng bỏng cùng nhau hít một hơi khí lạnh. Bọn họ kiêng kỵ trợn mắt nhìn Diệp Bắc Minh, nhóc con, cậu là ai? Ông đoán xem. Diệp Bắc Minh lãnh lạnh cười một tiếng. Rầm! Sấm chớp đùng đùng. Trong nháy mắt xuất hiện trước mặt người đàn ông đầu chọc. Tự mình tìm chết. Người đàn ông đầu chọc kịp thời phản ứng, hét lên một tiếng tung nắm đấm về phía trái tim Diệp Bắc Minh. Vèo! Một vệt bóng dáng vụt qua, Diệp Bắc Minh thế mà lại bỏ chạy. Thẳng thắn quên mình. Nắm đấm vồ hụt. Người đàn ông chọc đầu khó hiểu, chuyện gì xảy ra vậy? Cậu ta tránh đi như thế nào cơ chứ? Theo bản năng xoay đầu nhìn lại. Thấy được cảnh tượng mà cả đời này cũng không thể nào quên. Bốn vị trưởng lão còn lại, tất cả đều đứng im ở đó, không nhúc nhích. Điều khủng bố nhất chính là đầu của bọn họ đều đã biến mất, tất cả đều rơi trên mặt đất. Đôi mắt mở to trừng trừng. Trong lúc người đàn ông đầu chọc quay đầu lại, bốn võ đế sơ kỳ đã bị người trẻ tuổi thần bí này giết trong nháy mắt ư. Thật nhanh, sao có thể, cậu là ai? Người đàn ông đầu chọc mở miệng theo bản năng. A, à, giây tiếp theo. Hắn ta sợ hãi ôm lấy cổ mình, máu tươi trào ra từ miệng và cổ họng. Trên cổ hắn ta xuất hiện một vết máu. Cả cái đầu trượt một cái, rơi bịch xuống đất. Cho đến khi chết, trên mặt người đàn ông đầu chọc vẫn còn sót lại vẻ khó hiểu, không biết người kia đã chém đầu mình từ bao giờ. Sau khi sáu người chết, giọng nói kinh ngạc của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục truyền đến, nhóc con. Thực lực của cậu tiến bộ nhanh đến mức khiến cả tôi cũng có chút sợ hãi đấy. Loại thiên phú này có thể được xếp vào top 50 ký chủ các đời của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Diệp Bắc Minh rất không vừa lòng với top 50. Nhưng mà, sau khi nội lực chuyển hóa thành chân nguyên, tốc độ, lực lượng, lực công kích của anh quả thật đã thay đổi. Quả thật rất khủng bố. Nếu anh chỉ là võ tôn bình thường, làm như thế nào cũng không thể giết được bốn võ đế. Nhận thấy được Diệp Bắc Minh bất mãn. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nghiêm túc nói, nhóc con, cậu đừng bất mãn. Cậu có biết top 50 ký chủ các đời của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục là khái niệm gì không? Ít nhất cũng là đứng đầu thế giới. Nửa ngày sau, Diệp Bắc Minh trở lại Vạn Bảo Lâu. Mọi người thấy anh trở về thì vô cùng mừng rỡ. Thiếu chủ nhân, Bắc Minh, tất cả mọi người đều lao tới. Vây xung quanh anh giống như giây phút anh trở về. Anh vẫn còn người đáng để tin tưởng. Ngoài Thất Sư Tỷ ra thì mấy người Hạ Nhược Tuyết, Hầu Tử, Lăng Thi Âm, Vạn Lăng Phong, Lâm Thương Hải, Trần Lê Y, Đường Thiên Ngạo đều ở đây. Chủ nhân, thực lực của cậu lại tăng lên rồi. Mọi người đều vô cùng khiếp sợ. Lúc Diệp Bắc Minh rời đi rõ ràng mới là cảnh giới võ hoàng. Anh mới rời đi mấy ngày, trở về đã là võ tôn rồi. Đúng là nghịch thiên. Ánh mắt mọi người nhìn Diệp Bắc Minh càng thêm kính sợ. Diệp Bắc Minh gật đầu, Lăng Thi Âm, trong khoảng thời gian tôi không ở đây, tình hình ở Vạn Bảo Lâu như thế nào? Sắc mặt Lăng Thi Âm nghiêm túc nói, dư nghiệt của gia tộc người thủ hộ đã đến đây tấn công Vạn Bảo Lâu. Nhưng đều đã bị tôi ngăn cản, sau khi Thất Sư Tỷ của ngài trở về có nói là phải hoàn toàn bình định gia tộc người thủ hộ, cho nên đã rời đi trước. Diệp Bắc Minh bất ngờ gật đầu. Xem ra lại phải nợ ơn Thất Sư Tỷ một lần rồi. Diệp Bắc Minh trực tiếp lấy ra một viên đan dược đưa cho Vạn Lăng Phong. Lăng Phong,
đây là đan dược luyện chế ra từ tinh hạch ma thú cấp 5. Sau khi ông dùng nó, chắc hẳn cánh tay của ông sẽ có thể mọc ra. Mọi người đều tỏ ra rất khó hiểu. Tinh hạch ma thú cấp 5. Lăng Thi Âm lại ngạc nhiên kêu lên, đôi mắt đẹp trừng lớn, hô hấp dồn dập. Cô ta nuốt một ngụm nước bọt, thiếu chủ, ngài nói đây là đan dược luyện chế ra từ tinh hạch ma thú cấp 5. Cái này, cũng quá lãng phí đi. Thứ này ở Côn Luân Hư, nếu đặt ở hội đấu giá cũng đủ để khiến cho đám lão quái vật cấp bậc võ đế phải tranh đoạt. Ánh mắt Diệp Bắc Minh trầm xuống, Lăng Phong là người một nhà, cánh tay của ông ta cũng bởi vì tôi mới mất. Một viên tinh hạch ma thú cấp 5 mà thôi, không tính là cái gì. Chuyện này, Lăng Thi Âm kinh ngạc. Vạn Lăng Phong cầm viên đan dược kia trong tay, kích động đến mức run rẩy. Tuy rằng ông ta không biết cái gì là tinh hạch ma thú. Nhưng mà, bên trên viên đan dược này có 4 đan văn. Đan dược bình thường chia thành, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Đan dược cực phẩm phải cần tông sư luyện đan đứng đầu mới có thể luyện chế ra. Đan dược trên cực phẩm mới có đan văn. Một đan văn là hoàng phẩm. Hai đạo đan văn là huyền phẩm. Ba đan văn là địa phẩm. Bốn đan văn là thiên phẩm. Đan dược thiên phẩm. Viên đan dược trong tay mình có tận 4 đan văn. Tuyệt đối là đan dược thiên phẩm. Đậu má. Vạn Lăng Phong kích động quỳ trên mặt đất, giọng nói cũng run rẩy, chủ nhân, Lăng tiền bối nói rất đúng. Lăng Phong cái tài đức gì, có tư cách gì mà có thể dùng một viên đan dược thiên phẩm chứ? Ánh mắt ông ta đỏ bừng, một cánh tay mà thôi, không có cũng được. Chỉ sợ giá trị của viên đan dược thiên phẩm này còn quan trọng hơn mạng sống của tôi. Cầu xin chủ nhân lấy lại đan dược. Vạn Lăng Phong quỳ gối nơi đó. Một bàn tay nâng đan dược lên quá đỉnh đầu. Xung quanh yên tĩnh. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn một màn này. Giọng nói của Diệp Bắc Minh trầm xuống. Vạn Lăng Phong, ông cảm thấy mạng của ông không đáng một đồng như thế ư. Tôi. Vạn Lăng Phong cúi đầu. Ngẩng đầu lên. Diệp Bắc Minh khẽ quát một tiếng. Vạn Lăng Phong ngẩng đầu. Nhìn vào đôi mắt sâu như vực thẳng của Diệp Bắc Minh. Trả lời câu hỏi của ông đang thừa nhận mạng của mình còn không bằng một viên đan dược sao? Vạn Lăng Phong ngây người. Giọng nói của Diệp Bắc Minh truyền đến, tôi nói một lần cuối cùng, chỉ cần là người một nhà. Cho dù là ai, cho dù là một nha hoàn, một cấp dưới bình thường, đó cũng là người của Diệp Bắc Minh tôi. Nếu đã là người của tôi thì không nên dùng vật phẩm để tính toán giá trị. Anh chỉ vào Vạn Lăng Phong, với tôi mà nói, một cánh tay của ông quan trọng hơn bất cứ tinh thạch ma thú cấp 5 chó má gì nhiều. Biết chưa? Ăn nó cho tôi. Một tiếng quát vang lên. Khiến người khác không thể thắc mắc. Tất cả mọi người ngây ra, ai cũng không nghĩ đến Diệp Bắc Minh lại nói ra lời như vậy. Nhưng mà, câu nói này chui vào trong tai Vạn Lăng Phong, quả thực còn dễ nghe hơn bất cứ âm thanh nào. Đôi mắt ông ta đỏ bừng. Nước mắt không thể khống chế mà tràn ra, vâng, chủ nhân. Tôi ăn. Ông ta nuốt xuống. Tinh khí khủng bố trong nháy mắt đã truyền khắp toàn thân. Trần Lê Y ngơ ngác nhìn Diệp Bắc Minh, mình cũng có thể có sức nặng như vậy ở trong lòng anh ấy sao? Đậu má, sao mình lại có cảm giác như trở thành fan hâm mộ thế nhỉ? Đường Thiên Ngạo nghĩ trong lòng. Diệp Bắc Minh lại lấy một viên đan dược đưa cho Đường Thiên Ngạo, sau khi dùng viên đan dược này. Trong vòng mấy ngày đôi mắt của ông sẽ có thể khôi phục. Cảm ơn Tổng hội trưởng. Đường Thiên Ngạo cũng rất kích động. Diệp Bắc Minh lại khoát tay, rất nhiều đan dược xuất hiện ở trước mắt, phân phát xuống cho toàn bộ người của Vạn Bảo Lâu. Đưa một phần cho tiểu đội sát thần. Số còn lại đưa cho các tướng sĩ đội thiên cơ. Đây là anh đã tranh thủ thời gian luyện chế lúc giết ma thú. Có tinh thần đỉnh trong tay, quả thật đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Thiếu chủ, thư ký Tiền cầu kiến. Lúc này, một hạ nhân của Vạn Bảo Lâu đi tới. Diệp Bắc Minh cười, người này đúng là mũi thính. Tôi mới trở về được bao lâu chứ? Thư ký Tiền vừa mới tiến vào đại sảnh Vạn Bảo Lâu, nhìn thấy đan dược đầy đất thì hoảng sợ, long soái. Đây là, đám đan dược này đều là ngài luyện chế ra xếp. Yên tâm, có phần cho tướng sĩ của đội thiên cơ. Diệp Bắc Minh thản nhiên nhìn anh ta một cái. Thư ký Tiền cười ha ha, long soái, ngài đúng là hào phóng. Tôi ở đây hứa hẹn với ngài, phía chính phủ sẽ không lấy không đám đan dược này của ngài,
sau này tôi sẽ đưa một ít dược liệu lâu năm đến đây. Diệp Bắc Minh trực tiếp nói sang chuyện khác, nói đi, có chuyện gì? Thư ký Tiền thu hồi nụ cười, sắc mặt nghiêm túc hẳn lên, Long Soái, ngài nói vật đại khí vận có thể chữa trị long mạch, chúng tôi đã tìm được rồi. Ồ, cái gì vậy? Diệp Bắc Minh vô cùng hứng thú. Anh còn đang nghĩ không biết có nên đến tông môn ở Côn Luân Hư xem không? Nói không chừng có thể lấy được một vật đại khí vận. Không ngờ thư ký Tiền đã tìm được rồi. Thư ký Tiền phun ra một câu, Ngọc Tỷ truyền quốc có tính không? Cho dù là Diệp Bắc Minh cũng phải ngây dại. Ngọc Tỷ truyền quốc? Đậu má! Chỉ cần là người của Long Quốc, mẹ nó có ai mà không biết Ngọc Tỷ truyền quốc? Hô hấp của anh dồn dập hẳn lên, không phải thứ này đã sớm bị mất rồi sao? Thư ký Tiền bất đắc dĩ cười khổ, quả thật là đã bị mất, nhưng trên thực tế là bị một thế lực của Côn Luân Hư cướp đi rồi. Vốn dĩ thực lực võ đạo của Long Quốc cũng không yếu hơn Côn Luân Hư. Nhưng từ khi Ngọc Tỷ truyền quốc bị mất, thực lực của Long Quốc đã suy yếu đi mấy lần. Diệp Bắc Minh như có điều suy nghĩ gật đầu, có manh mối gì không? Có biết là thế lực nào cướp Ngọc Tỷ truyền quốc không? Thư ký Tiền nói, chỉ biết tên là Phần Thiên Tông, còn đâu không biết gì nữa. Được, tôi đã biết. Diệp Bắc Minh suy nghĩ, xem ra còn phải đến Côn Luân Hư một lần nữa. Ngoài việc tìm kiếm Ngọc Tỷ truyền quốc, còn phải thuận tiện đến nhà họ Diệp một chuyến. Thư ký Tiền tỏ vẻ còn có việc, rất nhanh đã rời đi. Buổi tối, trong phòng, Diệp Bắc Minh đang tu luyện. Hạ Nhược Tuyết trực tiếp đi đến, nhào vào trong lòng Diệp Bắc Minh, Tôn Thiến đã nói hết mọi chuyện cho em biết rồi, tên bại hoại anh lại bắt nạt cô ấy. Diệp Bắc Minh có chút xấu hổ, khụ khụ, không phải là anh nhận sai người sao? Hừ. Hạ Nhược Tuyết hừ nhẹ một tiếng, em nghi ngờ anh cố ý nhận sai người, đêm nay em phải trừng phạt anh. Trực tiếp ngồi lên. Phụt. Chỗ này rút gọn 10.000 chữ. Thành phố Giang Nam, Tôn Thiến khoanh chân ngồi ở trên giường. Trong không khí phía trước hiện ra một huyết ảnh. Đúng là hình ảnh Diệp Bắc Minh và Hạ Nhược Tuyết triền miên. Ánh mắt Tôn Thiến đỏ bừng, cắn chặt đôi môi đỏ. Gần như muốn nhỏ máu. Trong đầu truyền đến giọng nói của thần nữ Túc Hoàng, thấy chưa, đây là người đàn ông của cô, bây giờ cậu ấy đang triền miên với người khác. Biết vì sao không? Bởi vì cô không tu võ, không thể ở lại bên cạnh cậu ấy. Người tu võ sống lâu hơn người bình thường rất nhiều, cậu ấy có thể sống hơn 1.000 năm, thậm chí là mấy ngàn năm. Mà cô thì sao? Thần nữ Túc Hoàng lạnh lùng nói, qua 10 năm nữa cô sẽ già đi, còn có được vẻ đẹp bây giờ sao? Qua 20 năm nữa, cậu ấy sẽ còn nhớ rõ cô là ai sao? Tôn Thiến giống lên một tiếng, bà câm mồm. Nhược Tuyết là bạn của tôi, hơn nữa. Hơn nữa Diệp Bắc Minh vốn chính là người đàn ông của Nhược Tuyết. Thần nữ Túc Hoàng khẽ cười một tiếng, vậy sao? Mặc dù tôi vẫn luôn ngủ say ở vòng cổ, nhưng chuyện của cô, tôi đều biết được gần hết. Không phải cậu ấy còn có một vị hôn thê sao? Nếu đã có vị hôn thê... Vì sao còn ở cùng với Hạ Nhược Tuyết? Hạ Nhược Tuyết có thể ở cùng cậu ấy, sao cô lại không thể? Hơn nữa, một người đàn ông mạnh như cậu ấy, có 3-4 vợ hầu hạ là điều rất bình thường. Thần nữ Túc Hoàng tiếp tục nói, nếu cô muốn ở lại bên cạnh cậu ấy, nhất định phải tu võ. Tôn Thiến, nghe tôi đi, cô là tôi hậu nhân của thần nữ Túc Hoàng. Huyết mạch của cô không hề kém ơn bất cứ kẻ nào, chỉ cần cô đồng ý tu võ, tôi sẽ dạy cô. Tôi cam đoan, cô sẽ trở thành nữ hoàng một thế hệ. Ánh mắt Tôn Thiến đỏ bừng. Cô ta phải ở lại bên cạnh Diệp Bắc Minh. Cô ta không muốn mấy chục năm sau Diệp Bắc Minh đã quên cô ta. Càng không hy vọng bị Diệp Bắc Minh bỏ lại rất xa. Được, tôi phải tu võ, bà dạy tôi tu võ đi. Ánh mắt Tôn Thiến vô cùng kiên định. Giây tiếp theo. Một tiếng phượng kêu vang trời truyền ra từ trong phòng Tôn Thiến. Huyết ảnh một con phượng hoàng chiếu sáng cả bầu trời đêm thành phố Giang Nam. Côn Luân Hư, Lưu Ly Tông, thần nữ phong. Nước bay thẳng xuống 3.000 thước như dải ngân hà tuột khỏi mây. Trên đỉnh thác nước, một cô gái xinh đẹp tuyệt trần đang kéo cánh tay của Mộc Tuyết Tình lắc lắc. Chị Tuyết Tình, chị nói cho tôi biết đi mà. Rốt cuộc chị có tìm được tin tức về anh Bắc Minh không? So sánh với thời đại học, quả thật cô ấy như biến thành một người khác vậy.
Đôi mắt trong suốt động lòng người giống như một đôi bảo thạch đen nhánh. Đôi môi đỏ mọng mềm mại, cái mũi nhỏ bởi vì kích động mà run run, nụ cười khẽ đáng yêu. Điểm cuối của mái tóc dài mềm mại là cặp mông tròn trịa. Ngón chân trắng nõn sáng bóng như 10 quả vải vừa bóc vỏ. Cô gái này đúng là Chu Nhược Giai. Cô không thể rời khỏi thần nữ phong, cho nên chỉ có thể nhờ Mộc Tuyết Tình. Mộc Tuyết Tình khẽ lắc đầu, làm sao tôi có thời gian đi hỏi thăm Diệp Bắc Minh gì chứ, nhưng mà... Chu Nhược Giai mở to đôi mắt đẹp, nhưng mà cái gì? Mộc Tuyết Tình trả lời, nhưng mà tôi đã thấy một người đàn ông tên là Diệp Bắc Phong, anh ta tự xưng là sát thần. Anh ta đã làm một chuyện kinh thiên động địa ở bên ngoài. Hả? Nghe được ba chữ Diệp Bắc Phong. Chu Nhược Giai lập tức biết đây là Diệp Bắc Minh. Cô lập tức hỏi, chuyện lớn gì? Mộc Tuyết Tình nhìn Chu Nhược Giai một cái thật sâu, Diệp Bắc Phong đã giết thái tử của đế quốc Thanh Long. Cái gì? Thân thể mềm mại của Chu Nhược Giai chấn động, thái tử đế quốc Thanh Long bị anh Bắc Minh giết. Trời đất ơi! Cô há to cái miệng nhỏ nhắn, có vẻ ngây thơ đáng yêu. Chu Nhược Giai vô cùng xinh đẹp. Khí chất của người tu võ vốn đã vượt xa người thường. Trên người Chu Nhược Giai lại còn có thêm một vẻ đẹp siêu nhiên. Cho dù là dáng vẻ kinh ngạc của cô ấy cũng vô cùng xinh đẹp. Mộc Tuyết Tình có chút ghen tị, Nhược Dư, tôi nói là Diệp Bắc Phong, không phải Diệp Bắc Minh. Cô nghe nhầm rồi. Cô gái nhẹ nhàng lắc đầu. Chu Nhược Giai lập tức nói, tôi không nghe nhầm, Diệp Bắc Phong chính là Diệp Bắc Minh. Anh Bắc Phong là anh trai của anh Bắc Minh, nhưng mà bây giờ anh Bắc Phong đã qua đời. Chắc chắn là anh Bắc Minh có lý do nào đó mới dùng tên của anh Bắc Phong. Mộc Tuyết Tình chấn động. Sắc mặt biến đổi. Trên mặt cô ta toàn là vẻ không dám tin, Diệp Bắc Phong chính là Diệp Bắc Minh mà cô nói. Không có khả năng. Mộc Tuyết Tình lập tức đứng lên. Phù phù phù. Cô ta hô hấp dồn dập. Trái tim kinh hoàng không ngừng đập thình thịch. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn Chu Nhược Giai, Nhược Dư, cô đang nói đùa sao? Sát thần Diệp Bắc Phong mạnh mẽ chém chết thái tử của đế quốc Thanh Long trước mặt hơn 100.000 người. Hơn nữa, mấy ngàn binh sĩ của đế quốc Thanh Long cũng bị một mình anh ta loại bỏ. Tên tuổi của sát thần đã sớm truyền khắp Côn Luân hư rồi. Cô nói với tôi là Diệp Bắc Minh 23 tuổi, lại là người của giới phàm tục. Tuy Diệp Bắc Phong nhìn qua cũng rất trẻ tuổi, nhưng sao Diệp Bắc Minh có thể là sát thần Diệp Bắc Phong được? Mộc Tuyết Tình cứ nói một câu là lại lắc đầu một cái. Khi cô ta nói ra một chữ cuối cùng, đã lắc đầu điên cuồng như trống bỏi rồi. Chu Nhược Giai thấy thế thì nói, ôi trời, tôi không giải thích rõ được. Chị Tuyết Tình, tôi có thể dùng nhân phẩm của tôi để thề. Diệp Bắc Phong chính là Diệp Bắc Minh, anh ấy là anh Bắc Minh của tôi. Cô, Mộc Tuyết Tình ngây người, nghẹn họng nhìn chân chối. Cô ta nhìn chằm chằm Chu Nhược Giai như gặp quỷ. Hô hấp cũng phải dừng lại. Trời, khoảng một phút sau, cô ta mới hít một hơi lạnh. Nhược Dư, những gì cô nói đều là thật sao? Vị hôn phu của cô thật sự là sát thần Diệp Bắc Phong kia sao? Trời đất! Mộc Tuyết Tình hoàn toàn sợ ngây người, đầu óc vang lên ầm ầm. Không phải cô ta khiếp sợ vì Diệp Bắc Minh chính là Diệp Bắc Phong. Cũng không phải khiếp sợ vì vị hôn phu của Chu Nhược Giai chính là Diệp Bắc Minh. Mà khiếp sợ vì Diệp Bắc Minh mới 23 tuổi. Anh ta chỉ cần dùng một kiếm đã khiến Tô Lăng Vân bị thương nặng, gần như không khác gì bị giết trong tích tắc. Mấy ngàn cấm vệ quân tinh nhuệ của đế quốc Thanh Long cũng bị một mình anh ta chém giết. Đây là khái niệm gì? Mộc Tuyết Tình nghĩ như vậy, đổ mồ hôi đầm đìa. Cả người gần như ướt đẫm. Tô Lăng Vân tuyệt đối có thể được xếp vào top 100 trong thế hệ trẻ tuổi ở Côn Luân Hư. Hơn nữa, Tô Lăng Vân nhìn qua rất trẻ. Trên thực tế đã hơn 50 tuổi. Tuổi thật của Diệp Bắc Minh hẳn là 50 tuổi, hoặc là 60. Thậm chí phải hơn 100 tuổi mới tính là bình thường. Người tu võ cao cấp sống 5-600 tuổi là điều rất bình thường. Dưới 200 tuổi đều tính là người trẻ tuổi. Thân là thiên tài của Lưu Ly Tông, cho nên cô ta cũng biết thực lực của Diệp Bắc Minh có ý nghĩa gì. Đặc biệt là con số 23 tuổi này. Quả thực là kinh người. Nhìn khắp cả lịch sử của Côn Luân Hư đều không có mấy người có được thực lực này vào năm 23 tuổi. Trong đầu Mộc Tuyết Tình vang lên ầm ầm, khó có thể chấp nhận được chuyện này.
Cô ta ngơ ngác sững sờ tại chỗ. Rất đả kích người khác. Chu Nhược Giai nhìn Mộc Tuyết Tình, chị Tuyết Tình, chị làm sao vậy? Hả? Mộc Tuyết Tình khiếp sợ lấy lại tinh thần, Nhược Dư, chuyện này cô tuyệt đối không thể nói ra bên ngoài. Cho dù là sư phụ, ngàn vạn lần cô cũng không được nói. Nếu không, anh Bắc Minh của cô sẽ chết rất thảm. Cả người Chu Nhược Giai run lên, hả? Vì sao? Sắc mặt Mộc Tuyết Tình nghiêm túc phân tích, thứ nhất, anh ta đã giết Thái tử Tô Lăng Vân của Đế quốc Thanh Long, đang bị Đế quốc Thanh Long truy nã. Đế quốc Thanh Long treo giải 100 viên đan dược thiên phẩm nếu ai lấy được mạng hắn. Thứ hai, anh ta mới 23 tuổi, cô có biết rằng mới 23 tuổi có thể giết Tô Lăng Vân trong nháy mắt là khái niệm gì không? Dù là ở trong thế hệ trẻ Côn Luân Hư cũng có thể bước vào top 100. Nhất định sẽ được vô số thế lực lớn tranh cướp. Thứ ba, nếu như những thế lực khác không có được Diệp Bắc Minh, cô đoán xem sẽ có hậu quả gì? Một chữ, chết. Cây có mọc thành rừng vẫn sẽ bị gió quật gãy cành, người có hoàn mỹ đến đâu cũng sẽ có kẻ ganh ghét. Nghe xong lời của Mộc Tuyết Tình, Chu Nhược Giai ngây người, run rẩy. Mộc Tuyết Tình cảnh cáo, nếu như cô muốn bảo vệ anh ta thì đừng nói cho bất kỳ ai biết, hiểu không? Tôi biết rồi. Chu Nhược Giai nghĩ lại mà sợ. Buổi sáng, Diệp Bắc Minh đã chuẩn bị xong, lại vào Côn Luân Hư. Anh trực tiếp gọi Lăng Thi Âm qua, cô biết Phần Thiên Tông ở Côn Luân Hư không? Phần Thiên Tông. Lăng Thi Âm nghe thấy ba chữ này, lập tức kinh hãi, thiếu chủ, cậu tìm Phần Thiên Tông làm gì? Diệp Bắc Minh hỏi, nhìn biểu hiện của cô, hình như có biết. Lăng Thi Âm nghiêm túc gật đầu, nào chỉ biết, Phần Thiên Tông ở Côn Luân Hư quả thật là như sấm bên tai. Chỉ cần là người của Côn Luân Hư, nào có ai không biết Phần Thiên Tông. Bản thân Lăng Thi Âm đích thân từ Côn Luân Hư. Là mẹ Diệp Bắc Minh năm đó đã đưa cô ta ra ngoài Côn Luân Hư. Diệp Bắc Minh kỳ quái, thế lực của Phần Thiên Tông rất mạnh. Ngược lại không phải rất mạnh. Lăng Thi Âm lắc đầu, Phần Thiên Tông chỉ là một tông môn bình thường, nhưng tính chất rất đặc thù. Đây là một tông môn chú trọng rèn đúc. Mấy chục năm trước, Phần Thiên Tông lấy được một khối thiên thạch ngoài vũ trụ rất khủng khiếp, chế tạo nó thành một món thần binh lợi khí. Món binh khí này rất mạnh, cuối cùng dẫn đến mơ ước của rất nhiều thế lực lớn. Phần Thiên Tông vì vậy mà bị diệt. Diệp Bắc Minh cau mày, bị diệt. Lăng Thi Âm nghi ngờ, thiếu chủ, cậu tìm Phần Thiên Tông là vì Ngọc Tỷ truyền quốc. Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu. Lăng Thi Âm suy nghĩ trong chốc lát, mặc dù Phần Thiên Tông bị tiêu diệt, nhưng vẫn có một bộ phận truyền nhân của Phần Thiên Tông chạy trốn. Nếu như thiếu chủ muốn tìm người của Phần Thiên Tông, tôi có một người bạn có lẽ biết. Việc này không nên chậm trễ. Lúc này Diệp Bắc Minh quyết định tiến vào Côn Luân Hư. Vốn dĩ cân nhắc đi đến nhà họ Diệp Côn Luân Hư một chuyến. Nhưng thời gian còn lại của Long Mạch không nhiều. Nếu không tìm được Ngọc Tỷ truyền quốc, chỉ có thể dùng cách khác. Nửa ngày sau, thành Côn Luân. Một trong những thành trì cổ xưa nhất ở Côn Luân Hư. Nơi này vẫn có tòa nhà chọc trời, ngựa xe như nước. Các loại xe cũ, nhà cổ. Nếu không phải là đang ở bên trong Côn Luân Hư, thậm chí Diệp Bắc Minh còn tưởng rằng mình đang xuyên không về thế kỷ trước. Lăng Thi Âm dẫn Diệp Bắc Minh đến một tòa kiến trúc cổ cực lớn. Treo một bảng hiệu khổng lồ. Cửa còn có một đôi sư tử đá cao hơn 3 mét bảo vệ. Hai lão giả đang ngồi đánh cờ ngoài cửa, lộ ra khí tức võ đế trung kỳ. Thiếu chủ, đến rồi. Lăng Thi Âm nói, nhà họ Ngô có thương hội lớn nhất ở thành Côn Luân, tin tức rất nhanh nhạy. Người bạn này của tôi chính là người nhà họ Ngô. Diệp Bắc Minh gật đầu, cô cứ sắp xếp đi, có thể tìm được tin tức về Phần Thiên Tông là được. Lăng Thi Âm lấy ra một miếng ngọc bội, tôi đi thông báo một chút. Cô ta đi tới cửa. Nói mấy câu với người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên sau khi nhìn ngọc bội, im lặng gật đầu, nhanh chóng tiến vào thương hội nhà họ Ngô. Khoảng nửa giờ sau, một cô gái khí tức vững vàng đi ra cười nói, Thi Âm, thật ngại quá, bởi vì hôm nay phải chuẩn bị đấu giá, vì vậy đã chậm trễ. Mấy người này cũng thật là, không biết mời người ta vào. Cô ta la dầy người đàn ông trung niên canh cửa, sau này Thi Âm tới, không cần thông báo. Trực tiếp dẫn khách quý vào chờ tôi. Rõ. Người đàn ông trung niên đáp lại, có chút kinh ngạc. Đôi nam nữ này là ai? Lại khiến cô cả coi trọng như vậy.
Diệp Bắc Minh nhìn cô gái này. Trong lòng lập tức có đánh giá. Gái Hồng Lâu. Rất giỏi trong việc chú ý cảm xúc của người khác. Chỉ dùng 2-3 câu liền khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Thi Âm, chúng ta nhiều năm không gặp, cô đã tiến vào võ thánh đỉnh phong rồi. Cô gái tiến lên nắm cổ tay Lăng Thi Âm, kéo tay cô ta muốn đi vào thương hội nhà họ Ngô. Thiếu chủ, mời anh. Lăng Thi Âm vội nói, vị này chính là người bạn tôi đã nói với anh, cô cả thương hội nhà họ Ngô, Ngô Khinh Diên. Thiếu chủ, Ngô Khinh Diên sững sờ, nhìn Diệp Bắc Minh, Thi Âm, người này chẳng lẽ là một thiên tài của người nhà họ Lăng cô? Ha ha ha, Lăng Thi Âm đang muốn giải thích, tiếng cười của một người đàn ông truyền tới, lần trước tôi tới thương hội nhà họ Ngô, cô Khinh Diên cũng chẳng đích thân nghênh đón thế này. Hôm nay rốt cuộc có vị khách quý nào đến, khiến cô Khinh Diên đích thân ra đón người. Một chiếc xe cổ dừng trước của lớn thương hội nhà họ Ngô. Một người đàn ông trẻ tuổi bước từ trên xe xuống. Vênh váo hung hăng. Mắt cao hơn đầu. Hai lão giả khí tức võ đế sơ kỳ đi xuống, đứng bên cạnh người đàn ông trẻ tuổi. Ngô Khinh Diên lập tức mất hứng thú với Diệp Bắc Minh, đi ra nghênh đón người đàn ông trẻ tuổi, hóa ra là cậu Phương, sớm biết anh sẽ đến đây. Diên Nhi tôi đích thân ra đón rồi. Phương Ngọc Lâu cười khẽ, buổi đấu giá hôm nay, nhà họ Ngô đã làm đủ công tác tuyên truyền đối ngoại. Tôi mang theo số lượng lớn tài nguyên qua. Bố tôi nói, món đồ kia là tình thế bắt buộc với nhà họ Phương. Mắt đẹp của Ngô Khinh Diên lóe sáng. Chủ động tiến lên kéo bả vai Phương Ngọc Lâu. Che miệng cười trộm, cậu Phương, thực lực của nhà họ Phương, thương hội nhà họ Ngô chúng tôi đương nhiên biết chứ. Hai người đi về phía cửa lớn thương hội. Trực tiếp gạt Diệp Bắc Minh và Lăng Thi Âm sang một bên. Vừa đi vào cửa. Người vừa rồi là ai thế? Phương Ngọc Lâu hứng thú hỏi. Ngô Khinh Diên cười nói, ai ya, có thể là ai chứ? Một người bạn của tôi tìm tôi hỏi thăm chút đồ ấy mà. Phương Ngọc Lâu lập tức mất hứng. Định vỗ mông Ngô Khinh Diên. Bóng người Ngô Khinh Diên chợt lóe, tránh được bàn tay lợn của Phương Ngọc Lâu. Ha ha ha, cậu Phương, anh xấu quá đi. Chỉ biết bắt nạt Diên Nhi. Người đàn ông trung niên của thương hội nhà họ Ngô đi tới, hai vị, mời theo tôi đến phòng khách quý nghỉ ngơi. Tiểu thư tiếp đãi cậu Phương xong sẽ lập tức qua ngay. Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu. Sau khi vào phòng khách quý, người đàn ông trung niên cầm tới một tập tranh giao cho Diệp Bắc Minh, nói đây là đồ hôm nay nhà họ Ngô muốn đấu giá. Rồi vội vã rời đi. Diệp Bắc Minh có chút nhàm chán, liền tiện tay lật xem. Phần lớn đều là một vài loại đan dược, công pháp, vũ khí phụ ma, v.v. Còn có một vài bản đồ thám hiểm cổ. Khi Diệp Bắc Minh lật đến một trang, nhìn thấy một cục sắt đen thui. Giọng nói Tháp Càn Khôn Trấn Ngục đột nhiên vang lên, nhóc con, cậu gặp may mắn rồi. Vậy mà có thể gặp được đồ này ở đây. Diệp Bắc Minh dừng lại, sao vậy, cục sắt này là bảo bối. Ha 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 ha, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười nói, đâu chỉ là bảo bối, cục sắt này cùng một loại nguyên liệu với kiếm Đoạn Long. Nếu như cậu có được nó, có lẽ sẽ tu bổ được kiếm Đoạn Long. Cái gì? Diệp Bắc Minh lập tức mừng điên, ông chắc chắn. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời, 8-9 phần, nhìn từ hình ảnh, phỏng đoán là thật. Cậu xem giới thiệu vật phẩm đi. Diệp Bắc Minh cúi đầu đọc giới thiệu của cục sắt. Thiên thạch ngoài vũ trụ. Chất liệu không rõ, không thể cắt, không thể luyện hóa. Giá khởi đầu 3.000 nguyên. Nguyên, thời điểm Diệp Bắc Minh tập võ ở chỗ sư phụ đã từng thấy qua. Một loại đá ẩn chứa năng lượng. Xem ra Côn Luân Hư dùng đồ này làm tiền. Diệp Bắc Minh nghiêm túc hỏi, ông chắc chắn cái này cùng chất liệu với kiếm Đoạn Long. Nói nhảm, tôi có thể sai sao? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục ngạo mạn trả lời, nếu cậu có thể tu bổ kiếm Đoạn Long. Thực lực nhất định sẽ tăng thêm một tầng. Nhớ, không tiếc bất cứ giá nào mang vật này về tay. Thi Âm, để mọi người chờ lâu rồi rồi. Ngô Khinh Diên đẩy cửa vào, cay cú kêu lên, mau giới thiệu cho tôi, cậu trẻ tuổi này. Tiểu đệ đệ. Sao lại trở thành chủ nhân của đại mỹ nữ Thi Âm cô? Cô ta đã đổi sang bộ lễ phục. Toàn thân như nụ hoa chờ nở. Xinh đẹp động lòng người. Lăng Thi Âm liếc mắt. Khinh Diên, tôi chỉ có thể nói cho cô biết cậu ấy là chủ nhân của tôi, Diệp Bắc Minh. Những thứ khác không thể trả lời.
Ngô Khinh Diên sững sờ, Diệp Bắc Minh. Cái tên này, có quan hệ thế nào với sát thần Diệp Bắc Phong? Lăng Thi Âm cau mày, sát thần Diệp Bắc Phong. Ngô Khinh Diên kinh ngạc, cô còn không biết. Mấy ngày trước, ở thành Hoàng Phong, Thái tử Tô Lăng Vân của đế quốc Thanh Long bị một người trẻ tuổi tự xưng là sát thần Diệp Bắc Phong giết. Mấy ngàn cấm vệ của đế quốc Thanh Long cũng bị Diệp Bắc Phong một kiếm chém trong nháy mắt. Chuyện này khiến Hoàng đế đế quốc Thanh Long tức giận, còn ban bố lệnh truy nã. Giết! Lăng Thi Âm hít khí lạnh, cái gì? Cô ta nghe Ngô Khinh Diên giải thích xong, trong nháy mắt đoán được. Thiếu chủ chính là sát thần Diệp Bắc Phong kia. Ngô Khinh Diên nhìn về phía Diệp Bắc Minh, tiểu đệ đệ, tôi khuyên cậu nên đổi tên đi. Nếu không, dù cậu không có liên quan đến sát thần Diệp Bắc Phong kia. Đế quốc Thanh Long nghe được tên cậu, có lẽ cũng sẽ nổi giận. Người phụ nữ này tâm tư không xấu. Chỉ là có chút chua ngoa. Có chút lẳng lơ. Diệp Bắc Minh thả tập tranh trong tay xuống, nhìn Ngô Khinh Diên, tôi chính là sát thần, Diệp Bắc Phong chính là tôi. Trực tiếp thừa nhận. Ngô Khinh Diên trợn tròn mắt đẹp, hơi há miệng anh đào nhỏ nhắn. Giây tiếp theo. Phụt. Ngô Khinh Diên cười đến rung người, ha 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 ha, tiểu đệ đệ cậu đừng đùa. Cậu mới bao nhiêu tuổi chứ? Cậu chính là sát thần Diệp Bắc Phong. Chị đây có thể ăn được cậu trong một hớp đó. Cô ta tiến lên, đầu ngón tay móc cằm Diệp Bắc Minh. Lăng Thi Âm kinh hãi, Khinh Diên, cô. Nhưng Diệp Bắc Minh lại cười đầy thâm ý, sao? Không giống. Bù. Một luồng sát khí khủng khiếp trào ra khỏi cơ thể. Xoẹt xoẹt xoẹt. Ngô Khinh Diên bị dọa sợ lùi về phía sau, mắt đẹp trợn tròn, kinh hãi nhìn Diệp Bắc Minh, tiểu đệ đệ, sát khí mạnh quá. Chẳng lẽ thứ cậu tu luyện là công pháp đạo tàn sát? Diệp Bắc Minh mỉm cười, tôi chính là Diệp Bắc Phong. Mẹ kiếp! Ngô Khinh Diên trợn mắt, lệnh truy nã của sát thần Diệp Bắc Phong không phải tôi chưa xem qua, so với cậu hoàn toàn là hai người khác nhau. Diệp Bắc Minh mỉm cười, ngộ nhỡ hắn dịch dung thì sao? Ngô Khinh Diên quả quyết lắc đầu, không thể nào, nếu sát thần Diệp Bắc Phong dịch dung, chẳng lẽ đế quốc Thanh Long lại không biết? Hơn nữa sát thần Diệp Bắc Phong chỉ dùng chưa đến 10 phút đã chém chết mấy ngàn cấm vệ quân. Trẻ tuổi như cậu, gặp phải cấm vệ quân của đế quốc Thanh Long khéo sợ tè ra quần ấy chứ. Cô ta che miệng cười trộm. Còn nhìn đáy quần Diệp Bắc Minh một cái. Diệp Bắc Minh không trêu chọc cô ta nữa, trực tiếp hỏi, cô Ngô, tôi muốn biết tin tức của Phần Thiên Tông. Sau khi Phần Thiên Tông bị diệt, truyền nhân của bọn họ đâu rồi? Soạt. Phòng bao trong nháy mắt yên tĩnh. Ngô Khinh Diên có chút bất ngờ, tiểu đệ đệ cậu hỏi những cái này để làm gì? Chẳng lẽ cậu cũng mơ ước bảo bối của Phần Thiên Tông? Diệp Bắc Minh nhìn cô ta, cô có biết tung tích của truyền nhân Phần Thiên Tông không? Đương nhiên tôi biết. Ngô Khinh Diên trả lời. Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ nhúc nhích, ở đâu? Con người Ngô Khinh Diên lóe lên, tiểu đệ đệ, nhà họ Ngô tôi là một người làm ăn. Bất kỳ tin tức và tình báo nào cũng đều có giá trị cả. Nể mặt Thi Âm, tôi nhắc nhở cậu một câu. Mặc dù Phần Thiên Tông bị diệt, nhưng truyền nhân còn lại cũng không phải dễ chọc. Nếu cậu mơ ước bảo bối của Phần Thiên Tông, tôi khuyên cậu nhân lúc. Diệp Bắc Minh xua tay. Rào rào rào. 10 viên đan dược thiên phẩm xuất hiện trong lòng bàn tay, có thể nói chưa? Ngô Khinh Diên ngây người. Bàn tay cô ta vung lên. 10 viên đan dược thiên phẩm rơi vào trong tay. Để dưới mũi ngửi. 4 đường đan văn. Đan dược thiên phẩm. Thật sự là đan dược thiên phẩm, hơn nữa còn là 10 viên. Mỗi một viên đều hoàn mỹ không tì vết, không tìm thấy chút tì vết nào trên phẩm tương. Nhìn khí tức đan dược, là đan dược thiên phẩm mới ra lò không lâu. Rít. Ngô Khinh Diên kích động, hít một hơi dài. Khiếp sợ nhìn Diệp Bắc Minh, tiểu đệ đệ. Dám hỏi đan dược thiên phẩm này lấy từ tay ai? Diệp Bắc Minh nhàn nhạt nói tôi. 10 viên đan dược thiên phẩm đổi lấy tin tức của Phần Thiên Tông. Đủ chưa? Mắt đẹp của Ngô Khinh Diên lóe lên. Sau đó, nặng nề gật đầu, đủ rồi. Bất chợt, cô ta đột nhiên kịp phản ứng, chờ chút, anh nói những đan dược thiên phẩm này đều là từ tay anh ra. Không sai. Diệp Bắc Minh nhàn nhạt trả lời. Không thể nào. Ngô Khinh Diên quả quyết lắc đầu, đan sư có thể luyện chế ra đan dược thiên phẩm dù là những thế lực siêu cấp kia cũng không có mấy ai. Nếu tiểu đệ đệ không muốn nói cũng được,
tôi không miễn cưỡng. Diệp Bắc Minh cười cạn lời, chẳng buồn giải thích, tôi muốn tin tức của Phần Thiên Tông. Được. Ngô Khinh Diên nhìn Diệp Bắc Minh, Phần Thiên Tông có 10 người, đều đang ở nhà họ Phương. Nhà họ Phương. Diệp Bắc Minh nhướng mày, gia tộc của cậu thanh niên kia. Ngô Khinh Diên mỉm cười giải thích, người vừa rồi tên là Phương Ngọc Lâu, con trai thứ ba của người đứng đầu nhà họ Phương. Nhà họ Phương vô cùng thành thạo với đúc binh khí. Nhà họ Phương. Đúc binh khí. Chẳng lẽ có cùng nguồn gốc với người canh giữ gia tộc nhà họ Phương? Đúng là đã bị Diệp Bắc Minh đoán trúng. Người canh giữ gia tộc nhà họ Phương ở giới thế tục chính là phân nhánh của nhà họ Phương Côn Luân Hư. Trong lòng Diệp Bắc Minh đã rõ, anh mở tập tranh ra, đúng rồi, tôi cũng muốn cục sắt này. Ngô Khinh Diên nhướng mày, tiểu đệ đệ, khối thiên thạch ngoài vũ trụ này giá khởi điểm 3.000 nguyên. Mấy thế lực lớn đều muốn có được, nhà họ Phương kia cũng nằm trong số đó. Cậu có đủ nguyên không? Tôi không có nguyên. Diệp Bắc Minh lắc đầu, đúng rồi, thương hội nhà họ Ngô các cô chắc hẳn có thu đan dược đúng chứ? Đương nhiên, đan dược phẩm chất kia muốn bao nhiêu thu bấy nhiêu. Ngô Khinh Diên cười đầy thâm ý, tiểu đệ đệ, tôi có thể trả cậu 1.000 nguyên một viên. Giá này, tôi đảm bảo ngoài nhà họ Ngô tôi, không có. Cô ta cũng không tin Diệp Bắc Minh còn có thể lấy ra đan dược. 10 viên đan dược thiên phẩm đã là cực hạn của anh rồi. Diệp Bắc Minh phun ra hai chữ có thể. Trực tiếp cắt đứt lời của Ngô Khinh Diên. Xua tay. Một đống lớn đan dược thiên phẩm xuất hiện, chất đống như núi, rơi trên bàn. Ước chừng 100 viên. A, à, cơ thể mềm mại của Ngô Khinh Diên khẽ run rẩy, con người như sắp trừng ra ngoài, rít. Ngược lại hít một hơi khí lạnh, sợ hãi nói, đan dược thiên phẩm. Tất cả đều là đan dược thiên phẩm. Cậu, sao có thể? Cậu lấy từ đâu nhiều đan dược thiên phẩm như vậy? Ngô Khinh Diên kinh ngạc. Toàn thân run rẩy giống như có dòng điện xông ra. Cô ta thân là cô cả của nhà họ Ngô, chủ trì buổi đấu giá. Cũng chưa từng nhìn qua 100 viên đan dược thiên phẩm. Dù là Lăng Thi Âm cũng ngơ ngác. Cuối cùng mình đã biết vì sao thiếu chủ có thể ban cho Vạn Lăng Phong một viên đan dược thiên phẩm rồi. Lăng Thi Âm khiếp sợ nghĩ, thứ này ở trong tay thiếu chủ giống như kẹo vậy. Ực, Ngô Khinh Diên nuốt nước miếng, cậu Diệp, cậu nhất định muốn bán 100 viên đan dược thiên phẩm này cho nhà họ Ngô tôi. Đầu cô ta ong ong. Đây là một đơn hàng lớn. Chỉ cần giao dịch thành công, nhiệm vụ của năm nay sẽ trực tiếp hoàn thành. Nếu để bên ngoài biết thương hội nhà họ Ngô có 100 viên đan dược thiên phẩm, cũng không cần tuyên truyền, còn sợ không ai tới. Thậm chí cô ta còn hoài nghi Diệp Bắc Minh chính là sát thần Diệp Bắc Phong. Không thể nào, sao cậu ta có thể là Diệp Bắc Phong? Ngô Khinh Diên quả quyết lắc đầu. Bỏ ngay suy nghĩ viển vông này đi, nếu cậu ta là sát thần Diệp Bắc Phong, lại còn có đan dược thiên phẩm kinh khủng. Quả thật nghịch thiên. Diệp Bắc Minh tùy ý gật đầu, đổi thành nguyên cho tôi, 1.000 một viên như cô nói là được. Cậu Diệp, xin chờ chút, lát nữa tôi sẽ quay lại. Ngô Khinh Diên rời đi. Tim đập thình thịch không ngừng. Xuyên qua hành lang dài. Một hơi xông vào phòng bao. Ầm ầm ầm. Gõ cửa. Trong phòng bao, một người đàn ông trung niên đang tiếp khách. Sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa, Ngô Tố Hải nhướng mày, không phải đã nói rồi sao, tôi đang tiếp khách. Bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì cũng không được quấy rầy. Bố, là con. Giọng nói Ngô Khinh Diên truyền tới. Diên Nhi. Ngô Tố Hải có chút kinh ngạc. Con gái luôn bình tĩnh, rất hiểu chuyện, hôm nay làm sao vậy? Nhất định có chuyện quan trọng. Ông ta cáo lỗi với mấy người khách quý, đi đến cửa phong bao, Diên Nhi, con làm gì vậy? Bố xem. Ngô Khinh Diên mang đan dược thiên phẩm đến. Ngô Tố Hải liếc nhìn, một viên đan dược thiên phẩm, ồ. Ngây ngẩn. Vội vàng nhận lấy. Kiểm tra cẩn thận. Sau đó gật đầu, không sai, phẩm tương hoàn hảo, bốn đường đan văn. Không chút tì vết. Nếu như cầm ra đấu giá, giá thành giao cuối cùng đoán chừng có thể trên 1.500 khối nguyên. Giây tiếp theo. Ngô Tố Hải nhướng mày, viên đan dược thượng phẩm này mặc dù không tệ. Nhưng nhà họ Ngô chúng ta mấy năm nay cũng thu được không ít đan dược như vậy. Còn cần phải kinh động đến bố sao? Bố, cộng thêm những thứ này thì sao? Ngô Khinh Diên phất tay,
9 viên đan dược còn lại xuất hiện trước mắt Ngô Tố Hải. Ngô Tố Hải đích kinh ngạc, tổng cộng 10 viên. Phẩm tương đều rất hoàn mỹ, Diên Nhi. Là ai, rốt cuộc là ai bằng lòng một lần bán ra 10 viên đan dược thiên phẩm. Con người Ngô Khinh Diên đỏ bừng, bên trong đều là tia máu, không chỉ 10 viên, bố, đan dược thiên phẩm như vậy còn có 100 viên. Cái gì? Ngô Tố Hải thiếu chút nữa nhảy cẳng lên, hít ngược lại hơi lạnh, 100 viên. Mẹ kiếp! Ngô Khinh Diên ngây người. Bố luôn nho nhã, vậy mà hôm nay lại trực tiếp văng tục. Nhưng nghĩ cũng bình thường. 100 viên đan dược thiên phẩm, đổi lại là ai cũng không thể nào giữ ổn định. Diên Nhi, con làm đúng lắm, quá đúng. Ngô Tố Hải nhảy cẳng lên, đi, mau dẫn bố đi gặp vị tiền bối này. Ngô Tố Hải nhận định, nhất định là một vị đại sư luyện đan tới. Nếu không ai có thể một lần lấy ra 100 viên đan dược thiên phẩm. Tiền bối. Khóe miệng Ngô Khinh Diên co lại, bố. Đây cũng không phải là đại sư luyện đan gì, mà là một tiểu đệ đệ. Ngô Tố Hải sững sốt, tiểu đệ đệ. Lão giả trầm mặt, mặt đầy nghiêm túc, xảy ra chuyện gì vậy? Kể đầu đuôi ngọn ngành cho bố. Bên trong phòng bao, mấy nam nữ già trẻ cau mày, hừ. Dáng vẻ ta đây của thương hội nhà họ Ngô này ngày càng lớn. Lại trực tiếp không quan tâm chúng ta. 10 phút sau, Ngô Tố Hải và Ngô Khinh Diên đẩy cửa vào. Khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Bắc Minh, Ngô Tố Hải tự giới thiệu bản thân trước. Sau đó mặt đầy kích động, cậu chính là cậu Diệp. 100 viên đan dược thiên phẩm chính là của cậu. Rời ánh mắt sang chỗ khác. 100 viên đan dược thiên phẩm ở ngay trên bàn. Mỗi viên đều có 4 đường đan văn. Đan dược thiên phẩm. Chắc chắn là đan dược thiên phẩm. Hoàn mỹ không tì vết. Ngô Tố Hải không tự chủ được tiến tới, thuận tay cầm một viên lên, rít. Cậu Diệp, đây là đồ trưởng bối trong nhà cậu luyện chế sao? Diệp Bắc Minh nhàn nhạt nói, vừa rồi tôi đã giải thích qua, đây là tôi tự luyện chế. Cái gì, cậu đích thân luyện chế, Ngô Tố Hải ngây người. Phòng bao rơi vào tĩnh lặng. Một lúc sau, Ngô Tố Hải cười một tiếng, được rồi, nếu cậu Diệp không muốn nói, tôi cũng không hỏi nhiều. Ông ta lấy ra một chiếc nhẫn chứa vật, không nói dối cậu, loại đan dược thiên phẩm này chúng tôi thu lại 1.000 khối nguyên một viên. Nếu bán ra sẽ chừng 1.500 khối nguyên. Tính luôn các loại phí tổn, lợi nhuận khoảng 300 khối nguyên một viên. Tôi đã làm chủ, nhà họ Ngô không kiếm tiền. Tổng cộng 110 viên đan dược thiên phẩm, tôi trả cậu 150.000 khối nguyên, cậu thấy thế nào? Kiểu khách hàng lớn có thể một lần cung cấp 110 viên đan dược thiên phẩm này. Dù bỏ tiền cũng phải lôi kéo. Diệp Bắc Minh gật đầu, được. 150.000 khối nguyên chắc có thể đấu giá được khối thiên thạch ngoài vũ trụ kia. Nguyên đều ở trong này, cậu xem đi. Ngô Tố Hải đưa chiếc nhẫn chứa vật tới. Diệp Bắc Minh kiểm tra, chắc chắn không sai. Ngô Tố Hải lại xua tay, mang lên. Hai người đàn ông cao to đẩy cửa bước tới. Vác một khối thiên thạch đen nhánh sáng loáng đi vào. Giọng nói tháp càn khôn chấn ngục truyền tới, nhóc con, thấy chưa, nguyên liệu giống y đúc kiếm đoạn long. Hô hấp của Diệp Bắc Minh cũng lập tức dồn dập. Kiếm đoạn long không lành lặn. Lực sát thương đã kinh khủng như vậy. Nếu như hồi phục như ban đầu, không dám tưởng tượng. Ngô Tố Hải cười nói, cậu Diệp, Diên Nhi nói cậu cần khối thiên thạch ngoài vũ trụ này. Ngô Tố Hải tôi làm chủ. Trực tiếp đưa cho cậu. Cảm ơn. Diệp Bắc Minh không chút khách khí. 100 viên đan dược thiên phẩm này cho nhà họ Ngô, chắc chắn nhà họ Ngô có thể kiếm được. Ngô Tố Hải mặt đầy nghi ngờ, cậu Diệp, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu. Khối thiên thạch ngoài vũ trụ này hiện nay ở toàn bộ Côn Luân hư phỏng đoán chưa ai có thể luyện hóa được nó. Nếu không cường độ của loại thiên thạch này không thể chỉ bắt đầu với giá 3.000 khối nguyên. Dù vào tay cậu cũng chưa chắc có thể luyện chế nó thành vũ khí. Diệp Bắc Minh xua tay. Cất thiên thạch vào trong tháp càn khôn chấn ngục. Thấy Diệp Bắc Minh không có hứng thú trả lời. Ngô Tố Hải thức thời cáo từ, cậu Diệp, cậu nghỉ ngơi trước đi. Đợi sau khi đấu giá bắt đầu, tôi sẽ sai người đến thông báo cho cậu. Dẫn Ngô Khinh Diên rời đi. Lại bảo người canh trước cửa lớn phòng bao, cấm chỉ bất kỳ ai được quấy rầy. Ý thức của Diệp Bắc Minh đã sớm bắt đầu trao đổi với tháp càn khôn chấn ngục, thiên thạch ngoài vũ trụ đã tới tay, tu bổ kiếm đoạn long như thế nào.
Cùng lúc đó, trong một phòng bao xa hoa khác, đột nhiên Phương Ngọc Lâu nhận được thông báo, hôm nay hủy bỏ đấu giá thiên thạch. Cái gì? Phương Ngọc Lâu đập vỡ ly rượu trong tay, hủy bỏ. Mẹ kiếp! Hôm nay tôi tới vì khối thiên thạch này đấy. Nhà họ Ngô nói hủy bỏ liền hủy bỏ. Một lão giả lại gần, lạnh băng nói, thiếu gia, tôi thấy nhà họ Ngô mang thiên thạch ngoài vũ trụ này đến một phòng bao. Chắc là để giao dịch riêng. Giao dịch riêng, mẹ kiếp. Sắc mặt Phương Ngọc Lâu trầm xuống, lá gan mà lớn như vậy, dám cắt râu của nhà họ Phương. Đi. Dưới dẫn dắt của lão giả, đi đến cửa phòng bao Diệp Bắc Minh đang ở. Hộ vệ nhà họ Ngô nhìn thấy Phương Ngọc Lâu đang hừng hực khí thế đi tới. Vội vàng ngăn cản, cậu Phương, trong này. Bố. Phương Ngọc Lâu một trưởng tát bay mấy hộ vệ này, cút. Hôm nay ai cản tao thì chết. Một cước đá văng cửa phòng bao. Vừa hay nhìn thấy Diệp Bắc Minh. Bất ngờ. Kỳ quái. Kinh ngạc. Sau đó, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, là mày. Giỏi lắm thằng nhãi, thiên thạch ngoài vũ trụ là mày lấy đi. Cướp đồ với Phương Ngọc Lâu tao, mày có mấy cái mạng có thể sống. Phương Ngọc Lâu tiến về phía trước. Lục gia, tiểu thư, không xong rồi. Cậu Phương đi về phía phòng bao của cậu Diệp. Người làm nhà họ Ngô tới bẩm báo. Cái gì? Ngô Tố Hải và Ngô Khinh Diên biến sắc, đi, mau đi xem. Diệp Bắc Minh đang giao dịch với Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Nhóc con, tu bổ kiếm đoạn long nào có đơn giản như vậy? Lấy được hỗn độn hắc kim còn lâu mới đủ, kim loại này chỉ có dùng dị hỏa mới có thể hòa tan nó. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục giải thích. Diệp Bắc Minh nghi ngờ, dị hỏa là gì? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời. Mấy loại ngọn lửa bản nguyên nhất giữa thế gian, ở địa cầu hình như không có. Khóe miệng Diệp Bắc Minh co lại, mẹ kiếp, ông chọc tôi à. Vì vậy, tôi chỉ lấy được một cục sắt, không thể luyện hóa. Tháp Càn Khôn Ngục có chút ngượng ngùng, khụ, chính là ý này. Lúc này, Phương Ngọc Lâu một cước đá văng của phòng bao. Xông vào, Diệp Bắc Minh vốn đang tư xê giận, Phương Ngọc Lâu còn không biết sống chết, trực tiếp đụng vào họng súng. Cút, quát lớn một tiếng, cách không đánh ra một quyền. Thiếu gia, cẩn thận. Hai võ đế sơ kỳ cảm nhận được khí tức khủng khiếp, điên cuồng xông tới, chặn trước người Phương Ngọc Lâu. Phụt, một tiếng rên vang lên, hai võ đế sơ kỳ bị một quyền đánh thành xương máu. Phương Ngọc Lâu giống như chó chết bay ra ngoài, gân mạch toàn thân nát hết. Hai bố con Ngô Tố Hải và Ngô Khinh Diên vừa xuất hiện, đúng lúc nhìn thấy cảnh này. Rít. Hít một hơi lạnh, da đầu tê dại như sắp nổ tung. Ngô Khinh Diên trợn tròn mắt, chẳng lẽ anh ta thật sự là sát thần Diệp Bắc Phong? Cái gì, sát thần Diệp Bắc Phong? Ngô Tố Hải mặt đầy khiếp sợ, con gái, xảy ra chuyện gì vậy? Ngô Khinh Diên nói ra chuyện Diệp Bắc Minh tự xưng là sát thần Diệp Bắc Phong. Toàn thân Ngô Tố Hải ngây ra. Giờ phút này, Diệp Bắc Minh bước ra, đứng trước mặt Phương Ngọc Lâu. Toàn thân Phương Ngọc Lâu sợ choáng váng, hắn nói trong sợ hãi, xin lỗi, tôi không biết anh nóng tính như vậy, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Vừa rồi luồng tức giận và phách lối giống như ngọn lửa. Bị một chậu nước lạnh tưới từ trên đầu xuống dập tắt. Diệp Bắc Minh nhìn Phương Ngọc Lâu, người của Phần Thiên Tông ở nhà họ Phương mày. Mày! Phương Ngọc Lâu hoảng sợ nhìn người đàn ông trước mắt, gần như sắp bị hù chết, sao mày biết, rốt cuộc mày là ai? Diệp Bắc Minh lắc đầu, đã cho mày cơ hội rồi. Trực tiếp vận dụng huyết hồn chú. Giây tiếp theo. Trên người Diệp Bắc Minh bộc phát ra sát khí ngút trời, một mảng huyết quang màu đỏ trào ra. Trong nháy mắt bao phủ Phương Ngọc Lâu. Một bóng người màu đỏ máu bị kéo xé ra khỏi cơ thể của Phương Ngọc Lâu, kinh hoàng biến dạng. Đây là... cơ thể mềm mại của Ngô Khinh Diên run rẩy. Ngô Tố Hải hét lớn, a, à, linh hồn. Đây là linh hồn của con người. Con người của Diệp Bắc Minh đỏ cả mảng máu, toàn bộ lối đi hành lang trong nháy mắt tràn đầy sát khí vô tận. Lúc này, anh thật sự giống như sát thần thống trị sinh tử. Trong phút chốc, tất cả bí mật trong lòng Phương Ngọc Lâu đều bại lộ dưới mí mắt Diệp Bắc Minh. Ngoài 500 dặm là nhà họ Phương. Gia tộc rèn đúc, nhà họ Phương giới phàm tục quả nhiên là cùng một mạch. 19 võ đế sơ kỳ, 3 võ đế cấp trung. Lão tổ tỏa hóa, hôm nay cử hành tang lễ.
quả nhiên chứa chấp người của Phần Thiên Tông. 23 năm trước từng đuổi giết mẹ tôi. Xem đến đây, trong mắt Diệp Bắc Minh trong nháy mắt sát khí tăng vọt. Thứ nhất, Phần Thiên Tông ăn cắp truyền quốc ngọc tỷ của Long Quốc, nhà họ Phương các người thu nhận bọn họ cũng được thôi. Thứ hai, nhà họ Phương lại còn có liên quan đến nhà họ Phương người canh giữ gia tộc giới phàm tục. Thứ ba, các người còn từng đuổi giết mẹ tao, ham muốn đồ trong tay bà ấy. Nhà họ Phương các người đúng là chết chưa đền hết tội. Con người Diệp Bắc Minh lạnh băng. Mày là ai? Phương Ngọc Lâu mệt lả, mặt trắng bệch, sao có thể nhìn thấy suy nghĩ trong đầu tao? Sau khi bị huyết hồn chú siêu hồn, cả người già đi vài chục tuổi. Giống như chim cút, quỵ xuống đất, run rẩy. Bùm! Diệp Bắc Minh một cước đạp nổ đầu hắn, bỏ lại một câu, Lăng Thi Âm, ở đây chờ tôi. A! À, Ngô Tố Hải thiếu chút nữa bị hù chết, hoảng sợ hét lớn, cậu Phương chết. Phương Ngọc Lâu chết. Sát thần, cậu ta thật sự là sát thần Diệp Bắc Phong. Ngô Khinh Diên không kìm được run rẩy, trong con người đều là kinh hoàng, trời ơi, trước đó, mình đã đùa giỡn sát thần Diệp Bắc Phong. Lúc này Ngô Tố Hải hạ lệnh, người đâu, phong tỏa tin tức cho tôi, bất kỳ ai dám lan truyền chuyện này ra ngoài, giết không tha. Nhà họ Phương. Tiếng kèn không ngừng. Lão tổ nhà họ Phương tỏa hóa, vị đại sư đúc kiếm hàng đầu Côn Luân Hư đã qua đời. Đối với nhà họ Phương mà nó là đả kích quá lớn. Lão tổ nhà họ Phương đã chế tạo qua rất nhiều thần binh lợi khí cho các tông môn khác. Không ít võ giả thế lực lớn rối rít tới chia buồn. Gia chủ Phương, xin hãy nén bi thương. Người chết không thể sống lại, kiếm Long Uyên, kiếm phá sát, kiếm băng phách mà lão tiền bối Phương chế tạo mãi mãi đại diện cho tinh thần ông ấy. Gia chủ Phương nén bi thương, lão tiền bối Phương cũng không hy vọng con cháu đời sau đau khổ vì ông ấy như vậy. Đám người Lôi Bằng, Mục Thừa, Tống Điệp Y, Mục Tuyết Tình đại diện cho tông môn của mình đến. Phương Vĩnh Tín lau nước mắt, cảm ơn mọi người đã đưa ông cụ đến đoạn đường cuối cùng, mời vào trong ngồi. Ông ta thật sự đau lòng. Ông cụ nếu còn sống, địa vị nhà họ Phương chắc chắn sẽ không kém. Ông cụ vừa chết, nhà họ Phương không ai có thuật đúc kiếm khủng khiếp như ông cụ. Đột nhiên, giọng nói khàn khàn truyền tới, ông bạn già, ông đi rồi sao? Mọi người quay đầu nhìn. Chỉ thấy lão già mặc áo bào trắng chậm rãi đi tới. Lưng đeo một hộp kiếm khắc hình rồng. Con rồng này trông rất sống động, giống như muốn lao ra từ vực sâu vậy. Kiếm Long Uyên. Lôi Bằng kinh hãi, ông chính là tiền bối kiếm si. Rít. Mọi người hít ngược lại hơi lạnh. Kiếm si, là ông ta, sao ông ta lại đến? Nghe nói người này cả đời mê kiếm, lĩnh ngộ với kiếm đạo đã đạt đến cảnh giới cao. Kiếm ý quá mạnh. Vô số võ giả run rẩy, toàn bộ đều cúi đầu như thần phục. Yên tĩnh. Cao thủ thế hệ trẻ như Lôi Bằng, Mục Thừa, Tống Điệp Y, Mục Tuyết Tình cũng chấn động nhìn sang. Đột nhiên, một âm thanh vừa khóc vừa cười truyền tới, ha ha ha, lão già, sao ông lại chết như vậy? Hu hu hu, ai ya, lá gan lớn vậy, dám cười trong trường hợp này. Có người nổi nóng, ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy một lão già tóc tai bù xù, toàn thân mang theo hắc khí. Sau lưng ông ta đeo một thanh kiếm dài màu đen. Tràn ngập sát khí. Vị trí trên ô kiếm là một viên đầu lâu khô đen nhánh. Đây là kiếm phá sát, kiếm quỷ. Con người Mục Thừa co lại. Cái gì, là tiền bối kiếm quỷ? Người đàn ông vừa mở miệng, dọa đến mặt cắt không còn giọt máu. Lão quái Phương, tôi đưa tiến ông đoạn đường cuối cùng. Giọng nói thứ ba truyền đến. Một cô gái tuyệt sắc chậm rãi đi tới. Trong ngực cô ta ôm một thanh kiếm dài màu thủy lam. Toàn thân nó lạnh lẽo. Giống như rèn đúc từ huyền băng vạn năm vậy. Mắt đẹp của Mộc Tuyết Tình đông cứng lại, kiếm băng phách. Kiếm tì. Sắc mặt võ giả có mặt tại đây biến đổi, mặt đầy khiếp sợ. Kiếm Long Uyên, kiếm si. Kiếm phá sát, kiếm quỷ. Kiếm băng phách, kiếm tì. Tất cả đều đến. Phương Vĩnh Tín cùng toàn thể nhà họ Phương mừng rỡ, ba vị tiền bối, mau mau mời vào. Ba người đến nhà họ Phương đã đủ uy hiếp tám hướng. Một vài người có suy nghĩ với người nhà họ Phương nhìn thấy ba người này, tuyệt đối không dám lỗ mãng. Ba người tiến vào linh đường, đi tới trước quan tài lão tổ nhà họ Phương. Mỗi người dâng một nén nhang.
Soảng. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, cửa nhà họ Phương đổ sụp ầm ầm, bụi mù đầy trời. Xảy ra chuyện gì vậy? Cửa sập. Đến khi bụi mù tản đi, trên mặt đất xuất hiện một vết kiếm kinh khủng. Mẹ kiếm, bị người ta một kiếm chém. Lá gan ai lớn vậy, lúc này dám ngang ngược đến nhà học Phương. Điên rồi sao? Vô số người trố mắt nghẹn họng, nhìn chằm chằm cửa lớn nhà họ Phương. Chỉ thấy một thanh niên mặt lạnh lẽo, tay cầm kiếm gãy đầu rồng đi vào nhà họ Phương, yô, đúng lúc cử hành tang lễ. Cũng tốt, tránh cho sau khi nhà họ Phương diệt tộc, không ai nhặt xác các người. Đây là... Trong phút chốc, ánh mắt tất cả mọi người đổ dồn vào khuôn mặt Diệp Bắc Minh đã dịch dung. Sát thần, Diệp Bắc Phong. Sát thần Phong, là hắn. Sao hắn tới đây? Lúc này, tim tất cả khách như sắp nổ tung. Mẹ kiếp, hắn lại tới. Lôi Bằng nuốt nước miếng, con người chấn động. Mục Thừa hít một hơi lạnh, hắn có thủ gì với nhà họ Phương? A, à, hai chân Tống Điệp Y mềm nhũn, thiếu chút nữa đứng không vững. Chủ yếu là do cảnh tượng giết Tô Lăng Vân trong nháy mắt ở thành Hoàng Phong quả thật quá khắc sâu lòng người. Bóng dáng sát thần Diệp Bắc Phong in vào trong đầu tất cả mọi người. Chỉ có một mình Mộc Tuyết Tình cơ thể mềm mại run rẩy, là anh ta. Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Phong chính là Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Phong chính là Diệp Bắc Minh. Trong lòng Mộc Tuyết Tình không ngừng mặc niệm. Sao anh ta đến đây? Xảy ra chuyện gì vậy? Anh ta điên rồi sao? Đây là nhà họ Phương đấy. Sao anh ta dám làm ra chuyện như vậy trong tang lễ của ông cụ Phương? Xung quanh tĩnh mịch, khiếp sợ nhìn Diệp Bắc Minh. Soạt, 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 ánh mắt ba người kiếm si, kiếm quỷ, kiềm tỳ lạnh như băng rơi trên người Diệp Bắc Minh. Nhưng, không nói gì, Phương Vĩnh Tín tức giận đến mức toàn thân run rẩy, tay chỉ Diệp Bắc Minh quát lên, Diệp Bắc Phong, mày thật to gan, dám ngang ngược trong tang lễ của ông cụ Phương nhà tao, ai cho mày lá gan đó? Người đâu, bắt lại cho tôi, sống chết bất luận tội. Rõ. Một giọng nói u ám vang lên. Đột nhiên, một lão giả lao ra từ trong đám người, võ đế sơ kỳ, tốc độ nhanh đến cùng cực. Ông ta một bước xuất hiện trước mặt Diệp Bắc Minh, gằn giọng, nhóc con, dám ở chỗ tao. Phụt. Diệp Bắc Minh chẳng buồn nghe ông ta nói nhảm, giơ tay lên chính là một kiếm. Trong nháy mắt cơ thể người này nổ tung, xương máu đầy trời. A. À, võ giả vây xem cũng theo bản năng hét lớn. Mẹ! Mẹ kiếp! Mẹ nó chứ! Đây chính là một võ đế, dù sát thần có lợi hại, vậy mà một kiếm có thể giết chết một võ đế trong nháy mắt. Quá sợ hãi, quá kinh khủng. Hôm đó Diệp Bắc Minh giết Tô Lăng Vân ở thành Hoàng Phong, chủ yếu là vì khi ấy không có cao thủ võ đế ở đó. Mặc dù cái tên sát thần Diệp Bắc Phong vang dỗi, nhưng mọi người cho rằng anh đã lợi dụng sự vắng mặt của võ đế. Hôm nay... Một võ đế đang sống sờ sờ lại bị một kiếm giết trong nháy mắt, mọi người lại có thêm một tầng nhận biết về sát thần này. Mày! Phương Vĩnh Tín sững sờ, con người thiếu chút nữa rớt ra ngoài, hoảng sợ lùi về phía sau mấy bước, rốt cuộc mày là ai? Diệp Bắc Phong, nhà họ Phương tao và mày không thù không oán. Mày như vậy tiến vào nhà họ Phương tao, chẳng lẽ không sợ người trong thiên hạ chửi rủa sao? Ba vị tiền bối kiếm si, kiếm quỷ, kiếm tỷ cũng ở đây. Không cho phép mày ngang ngược. Phương Vĩnh Tín rất thông minh. Đầu tiên đưa ra đạo lý lớn. Tiếp theo, kéo ba người xuống nước. Sát thần Diệp Bắc Minh không thể đối xử với nhà họ Phương như thế. Diệp Bắc Minh cười, không thù không oán. Hay lắm không thù không oán. 23 năm trước khi nhà họ Phương đuổi giết một cô gái yếu đuối, sao chưa từng nghĩ qua không thù không oán với bà ấy? Cô gái yếu đuối nào? Phương Vĩnh Tín cau mày, nhất thời không nhớ nổi. Nhưng suy nghĩ cẩn thận, 23 năm trước. Bất chợt, con người hung hăng co lại, chờ chút, mày là con của người phụ nữ kia. Diệp Bắc Minh cười thâm ý, nhớ ra rồi à, bây giờ nhà họ Phương các người còn không thù không oán với tôi. Chờ một chút, một giọng nói khàn khàn truyền tới, ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía kiếm si, cậu thanh niên, lão phu mặc kệ cậu có thù oán gì với nhà họ Phương. Hôm nay là tang lễ của nhà họ Phương. Cậu cũng không nên giết người ở nhà họ Phương. Hơn nữa, đã hơn 20 năm trôi qua, tha được cho người ta thì nên tha. Buông bỏ hận thù đi, cậu rất có thiên phú tu võ,
đừng để hận thù che mờ đôi mắt. Kiếm Si cất giọng ngạo mạn. Giống như hoàng đế hạ lệnh cho thần dân của mình vậy. Cả hiện trường yên tĩnh. Tiền bối Kiếm Si đã lên tiếng rồi. Kể cả là sát thần Diệp Bắc Minh cũng không dám trái lời chứ. Không ngờ. Diệp Bắc Minh quát lên một tiếng, mẹ kiếp, lão già đáng chết, ông là cái thá gì? Ngay cả tôi và nhà họ Phương có thù hận gì mà ông cũng không biết, còn bảo tôi buông bỏ. Nếu tôi giết mẹ của ông có thể buông bỏ thù hận không? Vãi! Toàn thân tất cả mọi người run lên, con người cũng sắp lồi ra. Suýt nữa sợ chết khiếp. Mẹ kiếp, dám ăn nói như vậy với tiền bối Kiếm Si. Cái gì? Lôi Bằng trực tiếp thộn người, hắn cho rằng mình đã đủ hống hách rồi. Không ngờ sát thần này còn hống hách hơn. Mục Thừa ngẩn người tại chỗ, cơ thể không nhịn được run lên, tên nhóc này, rốt cuộc lấy dũng khí ở đâu ra chứ? Tống Điệp Y suýt ngất xỉu, lồng ngực phập phồng dữ dội. Hơi thở gấp dồn dập, khuôn mặt đỏ bừng. Mục Tuyết Tình nuốt nước miếng, khụ khụ, cũng thật lỗ mãng quá rồi. Các vị khách và võ giả khác đều hóa đá tại chỗ. Khuôn mặt già của Kiếm Si đỏ bừng, ông ta quát lên một tiếng, nhãi danh, muốn chết hả? Ru! Một tiếng rồng gầm, như rồng ẩn mình lâu ngày xông ra khỏi vực sâu. Vỏ kiếm sau lưng hóa thành bột vụn, một thanh kiếm long uyên màu đen bay vào trong tay. Kiếm khí vần quanh, hóa thành hình rồng, chém một đường về phía Diệp Bắc Minh. Cút! Diệp Bắc Minh quát lên một tiếng, kiếm long uyên. Hôm nay tôi sẽ chém rồng. Anh chém ra một kiếm. Đồ long chảm. Khoảnh khắc kiếm đoạn long và kiếm long uyên đập vào nhau. Choang! Một tiếng giòn giã vang lên, kiếm long uyên giống như hổ dán giấy, bị chém thành hai mảnh. Mày, làm sao có thể? Toàn thân Kiếm Si run lên, mồ hôi chảy ra như nước suối. Vậy mà kiếm long uyên bị thanh kiếm đó chém gãy. Liền sau đó, kiếm đoạn long đảo quét tới. Phụt, Kiếm Si cảm thấy mình bay lên, ông ta nhìn xuống đất theo bản năng. Không đúng, là cái đầu của mình bay lên, cơ thể vẫn đứng tại chỗ. Hoàn toàn mất đi ý thức. Cả hiện trường im phăng phắc. Tĩnh lặng như cái chết. Diệp Bắc Minh nhìn xung quanh, quát lớn, còn có ai muốn cứu nhà họ Phương không? Giọng nói như sấm sét giáng xuống, tất cả mọi người như bị một đòn cảnh tỉnh vậy. Sắc mặt tái nhợt, cảm giác sợ hãi vô tận truyền đến, không ngừng run rẩy. Khủng bố! Mẹ kiếp, quá khủng bố! Đó là Kiếm Si điều khiển kiếm Long Uyên đấy, vậy mà bị giết bằng một đường kiếm. Những người không liên quan, cút. Giọng của Diệp Bắc Minh vang lên. Mọi người cảm thấy giống như sắc lệnh của thần chết, tất cả đều xông ra khỏi nhà họ Phương. Kiếm quỷ nuốt nước miếng, cáo từ. Kiếm tỷ vội nói, chuyện này không liên quan đến tôi. Hai người quay người định bỏ đi. Phương Vĩnh Tín sợ đến trực tiếp quỳ dưới đất, dập đầu không ngừng, sát thần đại nhân, tha mạng, xin tha cho nhà họ Phương tôi. Bắt đầu từ bây giờ. Nhà họ Phương tôi làm trâu làm ngựa. Kiếm quỷ, kiếm thì, hai người thật quá đáng. Đột nhiên, một giọng nói già nua vang lên, nhà họ Phương tôi gặp nạn, hai người lại không giúp. Phương Vĩnh Tín, ông là gia chủ nhà họ Phương, đâu thể tùy tiện quỳ lại. Quát một tiếng, đứng lên cho tôi. Tất cả vị khách, võ giả, quỷ kiếm, quỷ tì chuẩn bị rời khỏi nhà họ Phương. Và đám người Mộc Tuyết Tình, Lôi Bằng đều dừng bước chân. Chấn hãi nhìn về phía quan tài của lão tổ nhà họ Phương. Phập, một tiếng vang lớn. Quan tài nổ tung. Lão tổ nhà họ Phương đứng thẳng người, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh như nhìn người chết, nhóc con. Năm đó nhà họ Phương không thể giết được mẹ của mày, hôm nay sẽ giết đồ tạp chủng là mày. Lão tổ nhà họ Phương chưa chết. Tất cả khách khứa đều chấn hãi nhìn qua. Lão tổ, Phương Vĩnh Tín quá vui mừng sụt sùi khóc lóc. Quỳ dưới đất không ngừng dập đầu. Quá kinh ngạc, quá bất ngờ. Sau đó, lão tổ, xin hãy giết hắn ta. Kẻ này xông vào nhà họ Phương, giết võ đế nhà họ Phương, đúng là sỉ nhục nhà họ Phương. Lão tổ, kẻ này là sát thần Diệp Bắc Minh, đế quốc Thanh Long đã treo thưởng 100 viên đan dược thiên phẩm để lấy cái đầu của hắn. Rất nhiều người nhà họ Phương gào lên. Trong đôi mắt đỏ bừng đầy máu đều là vẻ tham lam. 100 viên đan dược thiên phẩm. Nếu tất cả đều cho nhà họ Phương, thì chắc chắn thực lực của nhà họ Phương sẽ tiến lên thêm bước.
Kiếm quỷ cảm nhận được khí tức của lão tổ nhà họ Phương, tỏ vẻ mặt chấn hãi, võ đế đỉnh phong, Phương huynh đã tiến vào cảnh giới võ đế đỉnh phong rồi ư. Suýt, các vị khách khác đều hít khí lạnh. Võ đế đỉnh phong, Lôi Bằng lẩm bẩm, Diệp Bắc Minh chết chắc rồi, cảnh giới võ đế có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Mỗi một cảnh giới nhỏ đều có thể sánh bằng một cảnh giới lớn của những cảnh giới dưới võ đế. Sắc mặt Mục Thường nghiêm trọng, võ đế đỉnh phong, tương đương với sự khác biệt giữa đứa trẻ 6 tuổi và người trưởng thành. Anh ta có thể tạo ra kỳ tích không? Tống Điệp Y nhìn Diệp Bắc Minh một cái sâu sắc. Lôi Bằng lắc đầu, không thể nào. Nếu anh ta chết, thì chúng ta lại được nhẹ nhõm, Mục Thừa nở nụ cười. Tống Điệp Y gật đầu, cũng đúng. Bọn họ đều cho rằng, sát thần Diệp Bắc Minh chết chắc rồi. Mục Tuyết Tình cau mày, hơi lo lắng. Cô ta nhìn sang một bà lão không nổi bật phía sau, Kim bà, nếu có nguy hiểm thì ra tay cứu anh ta một mạng. Trông bà lão có vẻ rất phục tùng. Người bình thường sẽ không chú ý đến bà ta, thậm chí cho rằng bà ta chỉ là một nô bộc bình thường. Kim bà thấp giọng lên tiếng, tiểu thư, cậu ta chưa chắc cần tôi cứu. Cái gì? Mục Tuyết Tình ngẩn người, lập tức ôm miệng, ông ta là võ đế của nhà họ Phương, còn anh ta mới có khí thức của cảnh giới võ tôn. Vô số võ giả run rẩy, toàn bộ đều cúi đầu như thần phục. Yên tĩnh. Cao thủ thế hệ trẻ như Lôi Bằng, Mục Thừa, Tống Điệp Y, Mục Tuyết Tình cũng chấn động nhìn sang. Đột nhiên, một âm thanh vừa khóc vừa cười truyền tới, ha ha ha, lão già, sao ông lại chết như vậy? Hu hu hu, ai ya, lá gan lớn vậy, dám cười trong trường hợp này. Có người nổi nóng, ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy một lão già tóc tai bù xù, toàn thân mang theo hắc khí. Sau lưng ông ta đeo một thanh kiếm dài màu đen. Tràn ngập sát khí. Vị trí trên ô kiếm là một viên đầu lâu khô đen nhánh. Đây là kiếm phá sát, kiếm quỷ. Con người Mục Thừa co lại. Cái gì, là tiền bối kiếm quỷ? Người đàn ông vừa mở miệng, dọa đến mặt cắt không còn giọt máu. Lão quái Phương, tôi đưa tiễn ông đoạn đường cuối cùng. Giọng nói thứ ba truyền đến. Một cô gái tuyệt sắc chậm rãi đi tới. Trong ngực cô ta ôm một thanh kiếm dài màu thủy lam. Toàn thân nó lạnh lẽo. Giống như rèn đúc từ huyền băng vạn năm vậy. Mắt đẹp của Mộc Tuyết Tình đông cứng lại, kiếm băng phách. Kiếm tì. Sắc mặt võ giả có mặt tại đây biến đổi, mặt đầy khiếp sợ. Kiếm Long Uyên, kiếm si. Kiếm phá sát, kiếm quỷ. Kiếm băng phách, kiếm tì. Tất cả đều đến. Phương Vĩnh Tín cùng toàn thể nhà họ Phương mừng rỡ, ba vị tiền bối, mau mau mời vào. Ba người đến nhà họ Phương đã đủ uy hiếp tám hướng. Một vài người có suy nghĩ với người nhà họ Phương nhìn thấy ba người này, tuyệt đối không dám lỗ mãng. Ba người tiến vào linh đường, đi tới trước quan tài lão tổ nhà họ Phương. Mỗi người dâng một nén nhang. Soảng. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, cửa nhà họ Phương đổ sụp ầm ầm, bụi mù đầy trời. Xảy ra chuyện gì vậy? Cửa sập. Đến khi bụi mù tản đi, trên mặt đất xuất hiện một vết kiếm kinh khủng. Mẹ kiếm, bị người ta một kiếm chém. Lá gan ai lớn vậy, lúc này dám ngang ngược đến nhà họ Phương. Điên rồi sao? Vô số người trố mắt nghẹn họng, nhìn chằm chằm cửa lớn nhà họ Phương. Chỉ thấy một thanh niên mặt lạnh lẽo, tay cầm kiếm gãy đầu rồng đi vào nhà họ Phương, yô, đúng lúc cử hành tang lễ. Cũng tốt, tránh cho sau khi nhà họ Phương diệt tộc, không ai nhặt xác các người. Đây là... Trong phút chốc, ánh mắt tất cả mọi người đổ dồn vào khuôn mặt Diệp Bắc Minh đã dịch dung. Sát thần, Diệp Bắc Phong. Sát thần Phong, là hắn. Sao hắn tới đây? Lúc này, tim tất cả khách như sắp nổ tung. Mẹ kiếp, hắn lại tới. Lôi Bằng nuốt nước miếng, con người chấn động. Mục Thừa hít một hơi lạnh, hắn có thủ gì với nhà họ Phương? A, à, hai chân Tống Điệp Y mềm nhũn, thiếu chút nữa đứng không vững. Chủ yếu là do cảnh tượng giết Tô Lăng Vân trong nháy mắt ở thành Hoàng Phong quả thật quá khắc sâu lòng người. Bóng dáng sát thần Diệp Bắc Phong in vào trong đầu tất cả mọi người. Chỉ có một mình Mộc Tuyết Tình cơ thể mềm mại run rẩy là anh ta. Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Phong chính là Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Phong chính là Diệp Bắc Minh. Trong lòng Mộc Tuyết Tình không ngừng mặc niệm. Sao anh ta đến đây?
xảy ra chuyện gì vậy, anh ta điên rồi sao? Đây là nhà họ Phương đấy. Sao anh ta dám làm ra chuyện như vậy trong tang lễ của ông cụ Phương? Xung quanh tĩnh mịch, khiếp sợ nhìn Diệp Bắc Minh. Soạt, 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 ánh mắt ba người kiếm si, kiếm quỷ, kiềm tỳ lạnh như băng rơi trên người Diệp Bắc Minh. Nhưng, không nói gì, Phương Vĩnh Tín tức giận đến mức toàn thân run rẩy, tay chỉ Diệp Bắc Minh quát lên, Diệp Bắc Phong, mày thật to gan, dám ngang ngược trong tang lễ của ông cụ Phương nhà tao, ai cho mày lá gan đó? Người đâu, bắt lại cho tôi, sống chết bất luận tội. Rõ, một giọng nói u ám vang lên. Đột nhiên, một lão giả lao ra từ trong đám người, võ đế sơ kỳ, tốc độ nhanh đến cùng cực. Ông ta một bước xuất hiện trước mặt Diệp Bắc Minh, gằn giọng, nhóc con, dám ở chỗ tao. Phụt, Diệp Bắc Minh chẳng buồn nghe ông ta nói nhảm, giơ tay lên chính là một kiếm. Trong nháy mắt cơ thể người này nổ tung, xương máu đầy trời. A, à, võ giả vây xem cũng theo bản năng hét lớn. Mẹ, mẹ kiếp, mẹ nó chứ. Đây chính là một võ đế, dù sát thần có lợi hại, vậy mà một kiếm có thể giết chết một võ đế trong nháy mắt. Quá sợ hãi, quá kinh khủng. Hôm đó Diệp Bắc Minh giết Tô Lăng Vân ở thành Hoàng Phong, chủ yếu là vì khi ấy không có cao thủ võ đế ở đó. Mặc dù cái tên sát thần Diệp Bắc Phong vang dỗi, nhưng mọi người cho rằng anh đã lợi dụng sự vắng mặt của võ đế. Hôm nay, một võ đế đang sống sờ sờ lại bị một kiếm giết trong nháy mắt. Mọi người lại có thêm một tầng nhận biết về sát thần này. Mày! Phương Vĩnh Tín sững sờ, con người thiếu chút nữa rớt ra ngoài, hoảng sợ lùi về phía sau mấy bước, rốt cuộc mày là ai? Diệp Bắc Phong, nhà họ Phương tao và mày không thù không oán. Mày như vậy tiến vào nhà họ Phương tao, chẳng lẽ không sợ người trong thiên hạ chửi rủa sao? Ba vị tiền bối kiếm si, kiếm quỷ, kiếm tỷ cũng ở đây, không cho phép mày ngang ngược. Phương Vĩnh Tín rất thông minh. Đầu tiên đưa ra đạo lý lớn. Tiếp theo, kéo ba người xuống nước. Sát thần Diệp Bắc Minh không thể đối xử với nhà họ Phương như thế. Diệp Bắc Minh cười, không thù không oán. Hay lắm không thù không oán. 23 năm trước khi nhà họ Phương đuổi giết một cô gái yếu đuối, sao chưa từng nghĩ qua không thù không oán với bà ấy? Cô gái yếu đuối nào? Phương Vĩnh Tín cau mày, nhất thời không nhớ nổi. Nhưng suy nghĩ cẩn thận, 23 năm trước. Bất chợt, con người hung hăng co lại, chờ chút, mày là con của người phụ nữ kia. Diệp Bắc Minh cười thâm ý, nhớ ra rồi à, bây giờ nhà họ Phương các người còn không thù không oán với tôi. Chờ một chút, một giọng nói khàn khàn truyền tới, ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía kiếm si, cậu thanh niên, lão phu mặc kệ cậu có thù oán gì với nhà họ Phương. Hôm nay là tang lễ của nhà họ Phương. Cậu cũng không nên giết người ở nhà họ Phương. Hơn nữa, đã hơn 20 năm trôi qua, tha được cho người ta thì nên tha. Buông bỏ hận thù đi, cậu rất có thiên phú tu võ, đừng để hận thù che mờ đôi mắt. Kiếm si cất giọng ngạo mạn. Giống như hoàng đế hạ lệnh cho thần dân của mình vậy. Cả hiện trường yên tĩnh. Tiền bối kiếm si đã lên tiếng rồi. Kể cả là sát thần Diệp Bắc Minh cũng không dám trái lời chứ. Không ngờ. Diệp Bắc Minh quát lên một tiếng, mẹ kiếp, lão già đáng chết, ông là cái thá gì? Ngay cả tôi và nhà họ Phương có thù hận gì mà ông cũng không biết, còn bảo tôi buông bỏ. Nếu tôi giết mẹ của ông có thể buông bỏ thù hận không? Vãi! Toàn thân tất cả mọi người run lên, con người cũng sắp lồi ra. Suýt nữa sợ chết khiếp. Mẹ kiếp, dám ăn nói như vậy với tiền bối kiếm si. Cái gì? Lôi bằng trực tiếp thộn người, hắn cho rằng mình đã đủ hống hách rồi. Không ngờ sát thần này còn hống hách hơn. Mục Thừa ngẩn người tại chỗ, cơ thể không nhịn được run lên, tên nhóc này, rốt cuộc lấy dũng khí ở đâu ra chứ? Tống Điệp Y suýt ngất xỉu, lồng ngực phập phồng dữ dội. Hơi thở gấp dồn dập, khuôn mặt đỏ bừng. Mục Tuyết Tình nuốt nước miếng, khụ khụ, cũng thật lỗ mãng quá rồi. Các vị khách và võ giả khác đều hóa đá tại chỗ. Khuôn mặt già của kiếm si đỏ bừng, ông ta quát lên một tiếng, nhãi danh, muốn chết hả? Ru, một tiếng rồng gầm, như rồng ẩn mình lâu ngày xông ra khỏi vực sâu. Vỏ kiếm sau lưng hóa thành bột vụn, một thanh kiếm long uyên màu đen bay vào trong tay. Kiếm khí vần quanh, hóa thành hình rồng, chém một đường về phía Diệp Bắc Minh.
Cút! Diệp Bắc Minh quát lên một tiếng, kiếm Long Uyên. Hôm nay tôi sẽ chém rồng. Anh chém ra một kiếm. Đồ Long Trảm. Khoảnh khắc kiếm Đoạn Long và kiếm Long Uyên đập vào nhau. Choang, một tiếng giòn giã vang lên, kiếm Long Uyên giống như hổ dán giấy, bị chém thành hai mảnh. Mày, làm sao có thể? Toàn thân kiếm Si run lên, mồ hôi chảy ra như nước suối. Vậy mà kiếm Long Uyên bị thanh kiếm đó chém gãy. Liền sau đó, kiếm Đoạn Long đảo quét tới. Phụt, kiếm Si cảm thấy mình bay lên, ông ta nhìn xuống đất theo bản năng. Không đúng, là cái đầu của mình bay lên, cơ thể vẫn đứng tại chỗ. Hoàn toàn mất đi ý thức. Cả hiện trường im phăng phắc. Tĩnh lặng như cái chết. Diệp Bắc Minh nhìn xung quanh, quát lớn, còn có ai muốn cứu nhà họ Phương không? Giọng nói như sấm sét giáng xuống, tất cả mọi người như bị một đòn cảnh tỉnh vậy. Sắc mặt tái nhợt, cảm giác sợ hãi vô tận truyền đến, không ngừng run rẩy. Khủng bố! Mẹ kiếp, quá khủng bố! Đó là kiếm Si điều khiển kiếm Long Uyên đấy, vậy mà bị giết bằng một đường kiếm. Những người không liên quan, cút! Giọng của Diệp Bắc Minh vang lên. Mọi người cảm thấy giống như sắc lệnh của thần chết, tất cả đều xông ra khỏi nhà họ Phương. Kiếm quỷ nuốt nước miếng, cáo từ. Kiếm tỷ vội nói, chuyện này không liên quan đến tôi. Hai người quay người định bỏ đi. Phương Vĩnh Tín sợ đến trực tiếp quỳ dưới đất, dập đầu không ngừng, sát thần đại nhân, tha mạng, xin tha cho nhà họ Phương tôi. Bắt đầu từ bây giờ, nhà họ Phương tôi làm trâu làm ngựa. Kiếm quỷ, kiếm tỷ, hai người thật quá đáng. Đột nhiên, một giọng nói già nua vang lên, nhà họ Phương tôi gặp nạn, hai người lại không giúp. Phương Vĩnh Tín, ông là gia chủ nhà họ Phương, đâu thể tùy tiện quỳ lại. Quát một tiếng, đứng lên cho tôi. Tất cả vị khách, võ giả, quỷ kiếm, quỷ tì chuẩn bị rời khỏi nhà họ Phương. Và đám người Mộc Tuyết Tình, Lôi Bằng đều dừng bước chân. Chấn hãi nhìn về phía quan tài của lão tổ nhà họ Phương. Phập. Một tiếng vang lớn. Quan tài nổ tung. Lão tổ nhà họ Phương đứng thẳng người, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh như nhìn người chết, nhóc con. Năm đó nhà họ Phương không thể giết được mẹ của mày, hôm nay sẽ giết đồ tạp chủng là mày. Lão tổ nhà họ Phương chưa chết. Tất cả khách khứa đều chấn hãi nhìn qua. Lão tổ. Phương Vĩnh Tín quá vui mừng sụt sùi khóc lóc, quỳ dưới đất không ngừng dập đầu. Quá kinh ngạc, quá bất ngờ. Sau đó. Lão tổ, xin hãy giết hắn ta. Kẻ này xông vào nhà họ Phương, giết võ đế nhà họ Phương, đúng là sỉ nhục nhà họ Phương. Lão tổ, kẻ này là sát thần Diệp Bắc Minh, đế quốc Thanh Long đã treo thưởng 100 viên đan dược thiên phẩm để lấy cái đầu của hắn. Rất nhiều người nhà họ Phương gào lên. Trong đôi mắt đỏ bừng đầy máu đều là vẻ tham lam. 100 viên đan dược thiên phẩm. Nếu tất cả đều cho nhà họ Phương, thì chắc chắn thực lực của nhà họ Phương sẽ tiến lên thêm bước. Kiếm quỷ cảm nhận được khí tức của lão tổ nhà họ Phương, tỏ vẻ mặt chấn hãi, võ đế đỉnh phong. Phương huynh đã tiến vào cảnh giới võ đế đỉnh phong rồi ư. Suýt, các vị khách khác đều hít khí lạnh. Võ đế đỉnh phong, Lôi Bằng lẩm bẩm, Diệp Bắc Minh chết chắc rồi, cảnh giới võ đế có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Mỗi một cảnh giới nhỏ đều có thể sánh bằng một cảnh giới lớn của những cảnh giới dưới võ đế. Sắc mặt Mục Thường nghiêm trọng, võ đế đỉnh phong, tương đương với sự khác biệt giữa đứa trẻ 6 tuổi và người trưởng thành. Anh ta có thể tạo ra kỳ tích không? Tống Điệp Y nhìn Diệp Bắc Minh một cái sâu sắc. Lôi Bằng lắc đầu, không thể nào. Nếu anh ta chết, thì chúng ta lại được nhẹ nhõm, Mục Thừa nở nụ cười. Tống Điệp Y gật đầu, cũng đúng. Bọn họ đều cho rằng, sát thần Diệp Bắc Minh chết chắc rồi. Mục Tuyết Tình cau mày, hơi lo lắng. Cô ta nhìn sang một bà lão không nổi bật phía sau, Kim bà, nếu có nguy hiểm thì ra tay cứu anh ta một mạng. Trông bà lão có vẻ rất phục tùng. Người bình thường sẽ không chú ý đến bà ta, thậm chí cho rằng bà ta chỉ là một nô bộc bình thường. Kim bà thấp giọng lên tiếng, tiểu thư, cậu ta chưa chắc cần tôi cứu. Cái gì? Mộc Tuyết Tình ngẩn người, lập tức ôm miệng, ông ta là võ đế của nhà họ Phương, còn anh ta mới có khí thức của cảnh giới võ tôn. Cũng chỉ vậy mà thôi. Dù thế nào anh ta cũng không thể nào là đối thủ của võ đế chứ. Kim bà tỏ sắc mặt nghiêm trọng, cuối cùng ngẩng đầu.
nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Kiêng sợ, kinh ngạc, nghi hoặc, thể hiện đủ vẻ ánh mắt. Mộc Tuyết Tình ngẩn người. Lần đầu tiên cô ta thấy Kim bà nhìn một người bằng ánh mắt như vậy. Lão tổ nhà họ Phương cười lạnh lùng một tiếng, tao vì lĩnh hội kiếm đạo, cố ý chết một lần. Không ngờ bị tên nhóc mày phá hỏng. Ông ta nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, mày chính là con trai của người phụ nữ 23 năm trước. Thật không ngờ, mới qua hơn 20 năm, mày đã trưởng thành đến thế này. Vừa dứt lời, cả hiện trường chấn kinh. Hơn 20 năm. Làm sao có thể? Cậu ta mới hơn 20 tuổi. Hơn 20 tuổi đã có thể giết võ đế. Vãi! Tôi cho rằng hắn ít nhất phải 50 mấy tuổi. Các loại biểu cảm hiện lên khuôn mặt bọn họ. Chấn kinh, bất ngờ, không thể tin nổi, đố kỵ. Đám người Lôi Bằng và Mục Thừa, Tống Điệp Y cũng quay sang nhìn nhau. Sát thần Diệp Bắc Minh mới hơn 20 tuổi. Vãi! Muốn nghịch thiên hả? Lúc này, giọng của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên, cậu nhóc, ông ta là võ đế đỉnh phong, có cần tôi ra tay không? Diệp Bắc Minh lắc đầu, không cần, tôi muốn thử xem võ đế đỉnh phong mạnh đến mức nào. Nếu tôi không đánh lại được, thì ông ra tay. Được, vừa dứt lời. Soạt, Diệp Bắc Minh trực tiếp ra tay, lại chủ động giết về phía lão tổ nhà họ Phương. Mọi người run lên, đồng tử kinh hãi suýt nổ tung. Lão tổ nhà họ Phương là võ đế đỉnh phong đấy. Cậu ta dám chủ động xông đến võ đế đỉnh phong. Vãi! Lôi Bằng tức giận mắng một tiếng, thế giới này quá điên cuồng rồi. Mục Thừa cũng kinh sợ đến toàn thân run lên. Còn Mộc Tuyết Tình lại cứng đờ cả người. Các vị khách khác càng đừng nói, mẹ nó, trực tiếp sợ đến ngu ngốc. Đồ Long Trảm! Diệp Bắc Minh chém một kiếm đến, cả trời đất đều biến sắc. Một đường kiếm khí màu máu hóa thành hình đầu rồng, nghịch thiên chém xuống. Lão tổ nhà họ Phương không những không nổi giận, ngược lại còn vui mừng bất ngờ, ha ha ha, tốt lắm, không hổ là con trai của đồ đàn bà đê tiện Diệp Thanh Lam đó. Đường kiếm này, ít nhất cũng phải là võ kỹ cấp thánh mới có thể tung ra phải không? Đồ đê tiện như mẹ mày, quả nhiên trên người có không ít đồ tốt. Đợi tao phế mày, rồi từ từ ép hỏi, không sợ mày không nói. Trong lòng Diệp Bắc Minh bùng lửa giận thêm ba phần. Sát ý ngập trời trào dâng. Lão tổ nhà họ Phương tóm vỏ kiếm bên người, trong tay có thêm một thanh kiếm khổng lồ khoa trương, thanh kiếm này tên là Thí Thần, chẳng phải mày tự xưng là sát thần sao? Hôm nay tao chém mày. Tung một kiếm tới. Nhanh như điện giật. Kiếm Đoạn Long và kiếm Thí Thần trong tay lão tổ nhà họ Phương đập vào nhau. Choang, một tiếng giòn tan. Kiếm Thí Thần giống như đậu phụ. Gãy đôi. Cái gì? Lão tổ nhà họ Phương kinh hãi. Liền sau đó, ông ta điên cuồng cười lớn, ha ha ha, thần khí. Thanh kiếm trong tay mày, đúng là thần khí. Tôi bỏ tâm huyết cả đời, mới đúc được kiếm Thí Thần, mà lại bị thanh kiếm nát của mày chém gãy. Ha ha ha, thanh kiếm của mày, tao lấy chắc rồi. Mày đúng là thiện tài đồng tử mà ông trời phái đến cho tao. Lão tổ nhà họ Phương vô cùng hưng phấn. Khuôn mặt ông ta đỏ bừng, tung ra một quyền với Diệp Bắc Minh. Nhanh gọn dứt khoát. Khí tức của võ đế đỉnh phong, vô cùng khủng bố. Diệp Bắc Minh chỉ cảm thấy như đối diện với một con thú hoang cuồng bạo khát máu, anh không hề khách sáo chém ra một kiếm, tránh cú đấm. Bức tường và căn phòng hai bên ầm ầm sập đổ. Hóa thành một đống hoang tàn. Lão tổ nhà họ Phương bước ra một bước, vụt đến đứng trước người Diệp Bắc Minh. Cười dữ tợn, nhóc con, đi chết đi. Ầm ầm, tấn công ra một quyền, mang theo âm thanh phá vỡ không trung. Diệp Bắc Minh đáp lại một quyền. Thương Long Kình, rắc, một tiếng vang lên, khoảnh khắc hai nắm đấm chạm vào nhau. Nắm đấm của lão tổ nhà họ Phương lại nổ tung, máu tươi đầm đìa, hóa thành xương máu. Việc này, các vị khách vây xem không nhịn được chấn hãi. A! À. Lão tổ nhà họ Phương kêu thảm thiết, tấn công một quyền khác về phía Diệp Bắc Minh, đáng chết, mẹ kiếp, mày thật đáng chết. Diệp Bắc Minh cười lạnh lùng một tiếng, lão già, ông biết tuyệt vọng là thế nào không? Anh giơ tay, tóm chặt cổ tay của lão tổ nhà họ Phương, trực tiếp chém gãy. Rắc rắc, xương đâm xuyên máu thịt. Lão tổ nhà họ Phương là cao thủ dùng kiếm, sức mạnh cơ thịt không được mạnh lắm. Diệp Bắc Minh tu luyện cửu chuyển kim thân quyết.
lại có Thương Long Kình và Long Đế Quyết, đối phương làm sao có thể là đối thủ của anh? Đồ súc sinh, mày dám đối xử với tao như vậy? Chết! Lão tổ nhà họ Phương kêu thảm, đau đến toát mồ hôi. Đá về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh giẫm xuống một cái, giẫm gãy chân lão tổ nhà họ Phương. Máu thịt liên kết, gân cốt đứt gãy. A! À, ông ta kêu thảm đến xé gan xé phổi. Diệp Bắc Minh đá ra một cái. Phập! Lão tổ nhà họ Phương giống như chó chết, bay ra mấy chục mét, đập lên bức tường. Khi ông ta nhếch nhác bỏ ra, toàn thân máu tươi đầm đìa. Ây! Bỗng nhiên, một đường kiếm khí giáng xuống, chém về phía đầu của lão tổ nhà họ Phương. Mày! Lão tổ nhà họ Phương kinh hãi, ông ta đã từng trải nghiệm lực sát thương đáng sợ của kiếm Đoạn Long. Nếu đường kiếm này giáng xuống, cho dù là ông ta cũng phải bỏ mạng. Đáng chết! Lão tổ nhà họ Phương quát lên một tiếng, ném ra một tấm bài bằng ngọc. Một làn huyết quang bùng nổ. Miếng bài bằng ngọc vỡ tan. Chặn được 9 phần uy lực của đường kiếm. Lão tổ nhà họ Phương cũng bị kiếm khí sát thương, lồng ngực xuất hiện một vết thương đáng sợ, máu tươi đầm đìa. Nằm dưới đất như chó chết. Suýt! Các vị khách vây xem xung quanh hít khí lạnh. Diệp Bắc Minh cười, đây là võ đế đỉnh phong ư. Cũng chỉ vậy mà thôi. Mày! Lão tổ nhà họ Phương tức đến run lên, đôi mắt đầy tia máu, toàn là sát ý băng lạnh. Ông ta vô cùng quyết đoán, lập tức quát một tiếng, các vị, hôm nay các vị đến nhà họ Phương tôi, đều là khách của nhà họ Phương. Kẻ này là con trai của yêu nữ Diệp Thanh Lam 23 năm trước. Mọi người đều tỏ ánh mắt quái dị. Diệp Bắc Minh bật cười. Dừng tay yên lặng chờ đợi. Giọng của lão tổ nhà họ Phương tiếp tục vang lên. Trên người cậu ta có vô số bí mật. Thanh kiếm của cậu ta, mọi người nhìn thấy rồi chứ? Chắc chắn không phải vũ khí bình thường. Võ kỹ, thân pháp mà cậu ta sử dụng, mọi người cũng nhìn thấy rồi chứ? Chẳng lẽ các vị không muốn có sao? Và cả 100 viên đan dược thiên phẩm mà đế quốc Thanh Long treo thưởng. Các vị không muốn có sao? Giết cậu ta, phần thưởng của đế quốc Thanh Long sẽ là của các vị. Một số người đã động lòng. Nhưng, vẫn không có ai ra tay. Lão tổ nhà họ Phương chỉ có thể ra quyết sách mạnh tay, bất luận là người nào, chỉ cần ra tay giúp đỡ, cuối cùng chỉ cần giết được kẻ này. Tôi lấy danh tiếng nhà họ Phương ra thề, tôi sẽ đích thân rèn đúc một thanh vũ khí cho mỗi một người ra tay trợ giúp. Cái gì? Lão tổ nhà họ Phương đích thân ra tay. Rèn đúc một thanh vũ khí. Vãi! Đây là cơ hội của bao nhiêu người cầu mà không được. Liền sau đó, một ông lão đi ra khỏi đám đông, Phương lão ca, Trần Thiên Khung tôi xin giúp. Trần Thiên Khung, gia chủ nhà họ Trần, gia tộc hạng ba Côn Luân Hư. Còn cả Kim Minh đỉnh tôi. Một người đàn ông trung niên lên tiếng, bước ra một bước. Kim Minh đỉnh, gia chủ nhà họ Kim, gia tộc hạng ba Côn Luân Hư. Trần Huynh, Kim Huynh đều ra tay, làm sao có thể thiếu Hàn Dịch Tài tôi chứ? Một ông lão cười lớn, gia nhập đội ngũ. Hàn Dịch Tài, gia chủ nhà họ Hàn, gia tộc hạng ba Côn Luân Hư. Một giọng nói tham lam vang lên, he he he, Phương Huynh, ông hứa rồi đấy nhé. Giết kẻ này, ông phải đúc cho Phùng Phi Hoàng tôi một thanh thần kiếm đấy. Phùng Phi Hoàng, gia chủ nhà họ Phùng, gia tộc hạng ba Côn Luân Hư. Nhìn thấy bốn người này đi ra, ánh mắt của các võ giả khác cũng sáng lên. Ông cụ Phương đã nói rồi, những người ra tay thì có thể được một thanh vũ khí do đích thân ông ta rèn đúc. Nhiều người cùng ra tay, tên nhóc này chết chắc rồi. Bọn họ tham dự là được. Liền sau đó, tính cả tôi nữa. Còn tôi nữa. Tôi cũng tham gia. Diệp Bắc Minh, mày thực sự đáng chết, lại đến nhà họ Phương hoành hành ngang ngược. Trong phút chốc, đã có hơn 100 võ giả đi ra khỏi đám đông. Một luồng khí tức khủng bố ập đến. Có đến hơn 100 người. Hầu như đều là cảnh giới võ thánh đến võ đế trung kỳ. Vãi, vãi, mẹ kiếp. Lôi Bằng hét lên trong lòng, kinh sợ cúi đầu, lần này xong đời rồi. Đám người Mục Thừa và Tống Điệp Y lùi lại theo bản năng, tránh thật xa. Các vị khách khác cũng lùi đến ngoài rìa nhà họ Phương. Chỉ sợ bị liên lụy. Hơn 100 võ giả khủng bố cấp thánh trở lên cùng bùng phát ra sát ý kinh thiên, không ai đỡ được. Cơ thể Mộc Tuyết Tình run lên,
tóm chặt cánh tay của Kim bà bà, cứu, cứu người. Kim bà bà cũng chấn hãi, tên nhóc này, đã chọc giận cả một đám đông rồi. Khó, khó, khó. Kim bà bà lắc đầu. Bà ta thốt ra ba chữ khó liên tiếp, thở dài một hơi nói, hết cách rồi. À, Mục Tuyết Tình ngẩn người, nếu Diệp Bắc Minh chết, cô ta ăn nói thế nào với Chu Nhược Giai? Diệp Bắc Minh cau mày. Ông cụ nhà họ Phương điên cuồng gầm thét, ha ha ha, Diệp Bắc Minh, chẳng phải mày rất lợi hại sao? Đến đây, nhiều võ giả như này, mày ra tay đi. Vãi, mày cho rằng mày là cái gì, mày ăn chắc nhà họ Phương rồi chắc. Hôm nay chính là ngày chết của tên súc sinh mày. Hống hách, tàn nhẫn, tức giận. Liền sau đó, Diệp Bắc Minh mỉm cười hỏi lại, chỉ có bấy nhiêu người muốn giết tôi thôi sao? Còn nữa không, những người khác không dám ra tay sao? Mọi người sửng sốt. Sao giọng điệu của tên nhóc này còn có chút thất vọng chứ? Thái độ dửng dưng của Diệp Bắc Minh đã chọc giận hơn 100 võ giả chuẩn bị ra tay. Hai người Kiếm Quỷ và Kiếm Tỷ vốn không định ra tay. Nghe thấy lời này, Kiếm Quỷ cầm kiếm phá sát đi đến, Diệp Bắc Minh, mày hống hách quá rồi đấy, khiến tao rất không vui. Kiếm Tỷ lạnh lùng quát một tiếng, mày nói xem mày hống hách thế làm gì? Bây giờ thì tốt rồi. Bọn tao vốn không muốn lo chuyện bao đồng, bây giờ cũng không thể không giết mày. Trần Thiên Khung sầm mặt, quát đầy hung dữ, nhóc con hay lắm, rốt cuộc mày lấy dũng khí ở đâu ra? Cho dù mày là sát thần thật, hơn 100 võ giả bọn họ cùng ra tay, mày cũng phải chết. Ha ha ha, Trần Thiên Khung cười dữ tợn không thôi, không sợ nói với mày một bí mật, năm đó tao cũng tham gia truy sát Diệp Thanh Lam đấy. Bỗng nhiên. Sắc mặt Diệp Bắc Minh băng lạnh vô cùng, vậy sao? Vậy thì tôi cho các người xem, thế nào mới là sát thần thực sự? Long đế quyết. Trong tích tắc, trên người Diệp Bắc Minh, sát khí màu đỏ sôi sục, giống như làn sóng sợ hãi. Sát khí vô tận ngưng tụ, hình thành một cái đầu rồng màu máu sau lưng anh. Chỉ trong phút chốc, bầu trời còn là ban ngày, bỗng chốc chìm vào bóng tối. Bầu trời đen xì. Chỉ còn lại huyết quang màu máu khủng bố lấp lánh xung quanh cơ thể Diệp Bắc Minh. Nguy hiểm. Khí tức cực kỳ nguy hiểm. Giống như một con thú hoang ẩn nấp trong vực sâu sắp sống lại. Vẻ mặt Trần Thiên Khung biến sắc, cảm thấy không đúng, gào thét lên, không biết tên nhóc này lại dùng thủ đoạn gì, mặc kệ hắn, mọi người cùng ra tay, giết chết hắn. Giết. Hơn 100 võ giả xông đến. Lúc này, trong đôi mắt Diệp Bắc Minh bùng phát ra hai ánh hào quang thanh đỏ. Anh bước ra một bước, đáp đến trước người Trần Thiên Khung, ông rất thích làm con chim đầu đàn phải không? Mày! Trần Thiên Khung nằm mơ cũng không ngờ, tốc độ của Diệp Bắc Minh lại nhanh như vậy, cút! Một tiếng quát vừa kinh sợ vừa tức giận. Trong tay xuất hiện thêm một thanh trường đao đen xì, đâm về phía tim của Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh giơ một tay nắm lấy rưỡi đao. Một cánh tay khác tóm lấy cánh tay của Trần Thiên Khung. Xoẹt. Rách lìa. Hai cánh tay của Trần Thiên Khung bị giật đứt tại chỗ, máu tươi đầm đìa. A. À, tiếng thét thảm thiết xé tim xé phổi. Tiếp đó, là hai chân và cái đầu của ông ta. Toàn bộ bị Diệp Bắc Minh vặt mạnh xuống. Suýt. Một tràng tiếng hít khí lạnh vang lên. Trần Thiên Khung là cảnh giới võ đế trung kỳ đó, vậy mà lại bị xé vụn như vậy. Còn không đợi mọi người phản ứng lại. A, à, Kim Minh Đỉnh, gia chủ nhà họ Kim phát ra tiếng kêu thảm, xin tha mạng, tôi sai rồi, tôi không nên ra tay, tôi bị mê muội. Ông ta còn chưa nói hết. Kim Minh Đỉnh, gia chủ nhà họ Kim cũng chết thảm với phương thức như vậy. Người tiếp theo, Hàn Dịch Tài. Nhìn thấy Diệp Bắc Minh xông đến, Hàn Dịch Tài gào thét như phát điên, các người còn đợi gì nữa hả? Giết, giết đi. Giết! Hơn 100 đòn tấn công giáng về phía Diệp Bắc Minh. Bù! Hào quang màu đỏ máu bùng lên, hóa giải toàn bộ đòn tấn công. Diệp Bắc Minh xuất hiện trước người Hàn Dịch Tài. Thụp! Hàn Dịch Tài sợ đến cái gan muốn nứt ra, trái tim cũng sắp nổ tung, trực tiếp quỳ xuống. Phập phập phập! Điên cuồng dập đầu! Đại nhân tha cho tôi đi, tôi có thể cho cậu rất nhiều mỹ nữ. Bắt đầu từ bây giờ, nhà họ Hàn là nô lệ của cậu. Làm trâu làm ngựa. Diệp Bắc Minh tấn công ra một quyền, đánh người này thành xương máu. Chạy!
Phùng Phi Hoàng nhìn thấy ba võ đế chết thảm trong nháy mắt, trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Nếu cho ông ta thêm một cơ hội, nói thế nào ông ta cũng sẽ không chọc vào sát thần này. Tốc độ của ông ta rất nhanh, thấy sắp chạy ra khỏi nhà họ Phương. Không nhìn được quay đầu nhìn. Diệp Bắc Minh đã cách ông ta chưa đến một mét. Phùng Phi Hoàng nhìn thẳng vào đôi mắt không chút cảm xúc của Diệp Bắc Minh, trái tim co thắt lại, mày. Phụt. Một màn xương máu bùng lên. Phùng Phi Hoàng, chết. Diệp Bắc Minh quay đầu, lập tức khóa chặt kiếm quỷ, đến lượt ông rồi. Khoảnh khắc nhìn thẳng vào đôi mắt của Diệp Bắc Minh, kiếm quỷ không nhịn được run lên. Ông ta cảm nhận được sự uy hiếp nặng nề, tức giận gào thét, đồ xúc sinh, mày tưởng mày thiên hạ vô địch chắc. Hôm nay, cho mày thưởng thức uy lực của kiếm phá sát. Trong kiếm phá sát, sát khí tràn ra. Hình thành một con rắn màu đen, lao về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh cười khinh thường, thế mà cũng gọi là sát khí. Hôm nay cho ông thấy, thế nào mới gọi là sát khí thực sự. Ầm ầm, sát khí ngập trời nổi lên, một cái đầu rồng huyết ảnh khủng bố xuất hiện, nuốt gọn con rắn. Mày, làm sao mày làm được? Suýt suýt suýt, kiếm quỷ không ngừng hít khí lạnh. Đợi khi ông ta phản ứng lại, Diệp Bắc Minh đã xuất hiện trước người ông ta, đánh một đòn vỡ tim của ông ta. Kiếm quỷ, kiếm tỷ kinh hãi hô lên. Diệp Bắc Minh đã đứng trước người bà ta như ma quỷ. Cơ thể kiếm tỷ run lên, cho dù bà ta là một võ đế, cũng suýt bị sợ chết. Sức uy hiếp mà Diệp Bắc Minh mang lại cho người khác, tuyệt đối không phải về mặt cảnh giới. Mà là uy hiếp tâm lý. Quá đáng sợ rồi. Rõ ràng tên nhóc này mới có khí tức cảnh giới võ tôn, vậy mà có thể giết được võ đế. Đúng là không phải con người. Xin tha mạng, tôi có thể. Anh tóm chặt cái cổ nõn nà của kiếm tỳ. Vặn thật mạnh. Cái đầu bay lên cao. Các võ giả ra tay khác đều sợ đến phát điên, liều mạng tháo chạy ra khỏi nhà họ Phương. Diệp Bắc Minh đã cho tháp càn khôn chấn ngục ra tay, khóa chặt tất cả bọn họ. Anh truy sát từng người, phần lớn những người này chưa chạy ra khỏi nhà họ Phương, thì đã bị trực tiếp giết chết. Chỉ có số ít người chạy ra được mấy trăm mét. Bọn họ không biết bay. Bị Diệp Bắc Minh đuổi theo bằng võ kỹ bay trên không, giơ chân giẫm chết. Đợi khi Diệp Bắc Minh quay lại nhà họ Phương, cả nhà họ Phương đã trở thành tu la địa ngục. Thi thể ngổn ngang khắp đất. Chân tay mỗi cái một ngả. Máu chảy thành sông. Lôi Bằng sợ đến cứng đờ như tượng, trời ơi. Diệp Bắc Minh, sát thần, là sát thần thực sự. Đám người Mục Thừa và Tống Điệp Y cũng không tốt hơn là bao. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Cái tên của sát thần Diệp Bắc Minh đã khắc sâu vào trong linh hồn của họ. Mộc Tuyết Tình dụi mạnh đôi mắt đẹp. Ực ực, ực ực, ực ực. Một lúc nuốt nước miệng ba lần, vẫn không dám tin đây là sự thực. Kim bà bà ở một bên cũng không nhịn được run lên. Sát khí trên người Diệp Bắc Minh không nhằm vào bà ta, nhưng bà ta vẫn cảm thấy như thần chết giáng xuống. Lão tổ nhà họ Phương nằm dưới đất, sắc mặt trắng bệch, kinh sợ nhìn sang Diệp Bắc Minh quay lại, mày, rốt cuộc mày là người hay quỷ? Diệp Bắc Minh chẳng thèm phí lời. Tiến lên một bước. Huyết hồn chú. Trực tiếp lục soát hồn phách. Tất cả bí mật trong lòng lão tổ nhà họ Phương đều bị anh nắm rõ. Người của Phần Thiên Tông đang ở sâu dưới tầng hầm nhà họ Phương. Diệp Bắc Minh hơi bất ngờ. Sau đó, anh giơ tay. Tóm ra một chút tinh huyết từ trong cơ thể của lòng lão tổ nhà họ Phương. Huyết mạch chú sát. Bù. Máu tươi bùng cháy. Xuất hiện huyết quang. Liền sau đó, mọi người kinh hãi phát hiện, bắt đầu từ Phương Vĩnh Tín, trên người tất cả người nhà họ Phương bùng lên ngọn lửa đáng sợ. Lão tổ nhà họ Phương nhìn tất cả con cháu nhà họ Phương bị thiêu sống trước mặt mình. Nổi giận gào thét, a, a, a. Diệp Bắc Minh, mày không phải người, mày là ma quỷ. Mày thật tàn nhẫn. Tao làm ma. Phập. Diệp Bắc Minh giơ chân dẫm xuống. Nhanh gọn dứt khoát. Cái đầu của lão tổ nhà họ Phương nát bét như quả dưa hấu, bỏ mạng tại chỗ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 23.